là thích uống trà sữa. Đó là ưu điểm mà hả? Vâng. Em có ưu điểm thì là suy nghĩ tiến bộ và có thể học hỏi. Em ấn tượng với những bạn nam mà cao ấy chị. Có dạ, thể em cao 1m7. 1m7 được không em? Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, mời em gái ngồi. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Rồi, chúng ta giới thiệu về bản thân mình trước đi em. Xin chào chú Cách, chú Quyền Linh và chị Cát Tường, bạn nam và toàn thể quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Thị Cẩm Trinh, sinh ngày 04/03/1993. Hiện tại em đang làm nhân viên cho một phòng khám tại Đồng Nai ạ. À, mình sống và làm việc tại Đồng Nai luôn hả em? Dạ đúng rồi. Quê mình ở đâu? Quê bố mẹ em thì ở Ninh Bình. À, làm ở phòng khám là em làm cái khâu nào? Em là bên dược sĩ ạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Chào bạn gái bên kia. Em là Phạm Quốc Thiện, hiện tại đang sống ở Bình Dương. Làm là kỹ sư công nghệ thông tin bên Tân Bình ạ. Em là bao nhiêu tuổi nha? Dạ, em sinh năm 91 ạ. 91, bên kia 93. Trai lớn 2 là tốt rồi ha. Rồi, em gái, những cái ưu điểm và khuyết điểm của em thế nào? Tự tin ạ, làm hết sức, chơi hết mình ạ. Ưu điểm đó là thích uống trà sữa. Cái đó ưu điểm hả? Ai phong cái đó là ưu điểm gì? Em cảm thấy giúp ích được cho rất là nhiều người. Khi mà mình uống là mình giúp đỡ cho cái người bán tăng doanh số. Dạ. Hay, cái đó là ưu điểm. Uống trà sữa là giúp người bán tăng doanh số, đó là ưu điểm. Hay. Và một cái nữa là em có thể ăn được rất là nhiều. Ví dụ như là đi ăn hay là uống trà sữa với bạn bè thì bạn ăn manh hết thì có thể em ăn. Ăn luôn phần bạn luôn. Đó là ưu điểm ha. Không có làm mà phí của trời. Có nhiều là ăn sạch. Dạ đúng rồi. Vậy có khuyết điểm gì không em? Dạ có. Em có thể em hơi thẳng tính. Nhiều khi em thẳng tính và một chút nóng tính nữa. Làm cho nhiều khi cái miệng đi trước cái não. Rồi bạn trai, ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ em có ưu điểm thì là suy nghĩ tiến bộ và có thể học hỏi. Cũng có suy nghĩ tích cực nữa. Rồi em cũng thích chơi thể thao nữa. Có cái tật xấu gì không? Hơi nhát gái. Nhát gái nhiều, có mấy mối tình rồi? Dạ, 2 mối tình ạ. Nhát gái cũng được 2 mối tình ha. Mối tình dài nhất là bao nhiêu năm? Dạ, cũng hơn 1 năm ạ. Còn mối tình mà ít nhất chắc vài tháng hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi, vậy cũng chưa yêu sâu sắc lắm đúng không? Dạ. Một thời gian thì em mình nhát không gái có hợp là nhau. Làm sao em cua gái được? Làm sao em quen được bạn người bạn đó? Em thì nhát gái, em toàn quen qua mạng. Lúc đầu quen qua mạng không ạ? À. Chứ thực tế bên ngoài thì coi như nói chuyện trên mạng một thời gian rồi mới dám gặp, chứ đầu tiên là không nhìn thấy con gái là không có dám tới cua đúng không? Dạ đúng rồi. Mà em thấy là cũng khó động đó. Ví dụ như gặp con gái mà đẹp thì cũng chỉ nhìn đẹp thôi, nhìn một hai lần thì cũng chưa có cảm xúc gì hả? Không có cảm xúc với gái đẹp hả? Kỳ vậy. Dạ ý là cái rung động đó thì chị, thì mình cũng phải tiếp xúc dần dần chứ không thể mà làm phát mà tự nhiên thấy một ai đó mà em thích ngay trước giờ. Em chưa gặp tiếng sét ái tình thôi, chưa gặp thì nó rung động nhanh lắm em ha. Thử xem một chút xíu mình có rung động bên đây hay không. Hôm nay tình trường mình sao em gái? Dạ, tính đến nay thì em quen được 3 mối tình ạ. Nhưng mà quen được mỗi người 100 ngày. Mỗi người 100 ngày? Rồi em quen, đếm người được quen 100 ngày, đúng 100 ngày chia tay hả? Dạ, em giống như là có cái, không biết sao á, mà em quen ai, 3 người đều có chưa quá 3 tháng 10 ngày là em chia tay. Cái huyền, ta nói có cái huyền đó ha. 3 mối tình của em luôn á hả? Là mối tình nào cũng là 100 ngày đổ lại hết trơn á hả? Vâng ạ. Dạ. Bữa nay em ráng 101 nha cưng. Rồi mẫu người lý tưởng em muốn tìm là người như thế nào? Dạ em ấn tượng với những bạn nam mà cao ấy chị. Có dạ, thể em cao 1m7. 1m7 được không em? Dạ quá được ạ. Được. Rồi gì nữa? À em cũng thích vẻ đẹp ạ. Nhưng mà đối với em á là vẻ đẹp nó phải toát ra từ cái lao động hoặc là từ trí thức. Chứ một người mà nam á ngồi ăn mặc bóng lén, ngồi hút thuốc, uống cà phê thì em đó em không ấn tượng. Còn những người con, mà con nhiều khi người ta làm mệt quá, ta ngồi hút thuốc cà phê cũng được vậy con. Cái đó là giải lao thì con không tính ạ. Còn những lúc mà người ta đang làm trong giờ làm việc, làm rất là bận rộn mà trong một tập thể á, là em thấy người ta đẹp. Dạ đúng rồi. Coi như là con thấy ai càng lao động thì càng đẹp đúng không? Cũng có thể ạ. Vậy là cũng tốt. Rồi bây giờ đã muốn lấy chồng chưa? Dạ thật ra thì bản thân em á, cái gì đến trước thì làm trước. Nếu mà em không lên chương trình thì em vẫn có thể độc thân. Nhưng mà chương trình đã gọi giống như là cái duyên mình đến rồi là coi như lấy. Dạ đúng rồi.
Còn về bố mẹ thì rất là hối. Hối? Và, à, nhất là bà nội. Bà nội rất là sợ cháu gái mình ế. Đến nỗi mà ghen ghét cho một anh hàng xóm. À, cứ, mày lấy nó đi, mày lấy nó đi. Nó cũng được đấy, mày cũng được đấy. Nhưng mà em thì không thích ạ. À, ép lấy cái anh hàng xóm mà không chịu. Bữa nay lên tới chương trình đúng không? Dạ. Lên chương trình bà nội biết không? Bà nội thì chưa biết, nhưng mà dòng họ ngoại thì biết hết rồi ạ. Sao không kể cho bà nội nghe là con lên chương trình để nội mừng? Bà bị cao huyết áp ạ. Sợ bà vui quá bà tăng huyết áp. Trời đất, sợ bà nội vui quá tăng huyết áp. Rồi bạn trai, bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thấy có đồng tình với các bạn mà tròn tròn một tí. Tròn tròn. Mà nhỏ nhắn, hiếu thảo và cũng không trẻ con quá. Bên kia hơi trẻ con đó, uống trà sữa này kia ha. À, cái đó thì không sao ạ. Không sao đúng không? Vậy người lớn uống trà sữa được đúng không? Dạ em cũng có uống. Vậy là trà sữa ai cũng được hết. Nói chung hợp lý là thích thôi. Dạ đúng rồi. Để qua quan trọng là có tròn hay không thôi. Tròn là mình ok đúng không? Tròn gió. Để coi tròn không? Chứ chờ chú. Con cũng hơi không tròn chút xíu. Nói chung là về em nuôi có tròn hay không thôi. Nha. Rồi cháu không thích người đàn ông như thế nào? Cháu không thích một người gia trưởng và hay càm ràm. Càm ràm gia trưởng bên đây chắc không có rồi. Dạ, đây không hiền có. Lành lắm. Vậy con có càm ràm ta không? Dạ không. Cháu chỉ nói một lần. Cái hành động nó sai là cháu nhìn một lần bỏ qua, lần thứ hai sai tiếp cho nó. Lần thứ ba. Tiếng phải bờ luôn. Lần đầu sai thì nói luôn. Em thấy lần đầu sai nói luôn chứ bỏ qua làm gì? Đúng rồi. Bỏ qua làm gì nói luôn đi. Cho ý thức người ta tự làm, tự sửa đổi. Có khi người ta không có nhận biết được á thì mình nói ra. Thì lần người thứ ta hai biết em thì nói sẽ ạ. Sửa. Lần thứ nhất là bỏ qua, lần thứ hai là nói, lần thứ ba là bơ luôn. Vậy tôi làm lần thứ ba cho bơ luôn. Nếu như mà được á thì chừng nào em tiến tới hôn nhân được? Tóc em dài là em sẽ cưới. Liên quan gì? À, em xem các hình cô dâu tóc ngắn thì không được xinh chị ạ. Nên để tóc dài cho nó bới lên cho nó xinh. Ví dụ bây giờ chờ tóc dài lâu quá và bạn trai đề nghị là coi như xong xuôi hết rồi, em quan điểm như thế nào về việc sống thử? Và em không đồng ý. Hồi nãy em nói cái gì tới trước thì mình làm trước. Bây giờ nó muốn tới rồi mà tóc chưa dài. À, mình có đội tóc dài không được? Trời ơi. Chừng nào đám cưới được em? Dạ, em thì lúc nào cũng được mà chắc sang năm được chị. Sang năm? Dạ. À, có làm dâu không? Cái đó thì em không có quan trọng. Thế nào được ạ? À, mình lấy vợ về mình sẽ lập nghiệp ở đâu, sống ở đâu? Tính sau gì? Tính sau là tính nào tính luôn, cô nghe cô được, cô mới sắp xếp chứ. À, thì khi đó tùy theo cái công việc của hai người nữa. À, có nghĩa là chỗ nào đất lành chim đậu, làm được việc được thì mình ở thôi. Dạ. Rồi. Hôm nay em trai đi với ai? Dạ, hôm nay em có đi với mẹ, với chị và các anh chị đồng nghiệp của em. À. Rồi, chào cô. Dạ, chào cô. Chào cô. Chào MC Quyền Linh, MC Cát Tường, dạ. Cùng quý vị khán giả. Hôm nay tôi cũng tới đây, trước nhất là cổ vũ cho con trai mình có thể sớm tìm được một nửa của mình. Thiện rất là nhát. Là độ nếu gặp bạn gái thì nhiều khi là rất khó nói chuyện. Dạ. Cô thấy con dâu tương lai mình nó thấy hợp lý chưa? Dạ, nói chung như vậy là cũng được rồi. Cảm ơn cô ạ. Dạ, rồi, cảm ơn cô. À, hôm nay em gái đi với ai? À, em đi với chị gái ruột, em gái ruột và các bạn ạ. Dạ, em xin chào MC Quyền Linh, MC Cát Tường, chào bạn Nam, chào tất cả quý vị khán giả. Em là chị gái của Trinh, cho mình xin hỏi bạn Nam bên đây một câu được không ạ? Trong cái tứ độ tường á, thì bạn có dính phải cái vấn đề gì không? Em có vướng cái gì không? Có nhậu, lâu lâu khoảng chắc 2-3 tháng nhậu lần ạ. Rồi, không sao. Vậy là quá ok rồi ạ. Ok, hút thuốc có không? Dạ không. Trai gái có không? Ờ, chưa có người. Chưa có. Ngát mà, không. Rượu chè, cờ bạc có không? Cờ bạc không ạ. Dạ, vậy là hoàn hảo rồi. Tại vì vẻ bên ngoài thì nhìn rất là hoàn hảo, chỉnh chu, đẹp trai. Mong rằng khi mà kết thúc chương trình thì mình sẽ mở ra một mối quan hệ tốt đẹp. Hai bạn nên bấm nút. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cửa hàng rào cho hai bạn gặp nhau để trò chuyện nha. Mở hàng rào. À, anh có món quà này muốn tặng em. Dạ, em cảm ơn. Em cũng có món quà tặng anh ạ. À, cảm ơn. Rồi, chúng ta cảm nhận gì về lần đầu tiên gặp mặt này? Anh hỏi trước đi ạ. À, anh thấy em cũng xinh.
em cũng thấy anh xinh. À. Anh mà xinh là mệt à. Anh nghĩ là khi mà sinh con ra anh muốn mấy đứa? Vừa vừa thôi, cho tại mình cũng lượng sức. Em nghĩ là đặt tên con là một đứa là Bắp Đăng Bơ, một đứa là Coca, kỷ niệm cho cái buổi xem phim á. Hả? À vậy cũng được. Đặt trà, trà sữa hả? Nhưng mà nghĩ cái đó là biệt hiệu thôi đúng không? Dạ đúng rồi, tên ở nhà thôi. Cặp à, vô mới cái là em có hay vào thành phố không? Em ở khúc nào vậy? Em ở gần cuối Đồng Nai, ở chỗ Định Quán á. Anh có hay qua chỗ đó không ạ? Anh thường thì chỉ qua Biên Hòa thôi. Chỗ có mấy tảng đá rồi em. Dạ đúng rồi đấy chú ạ. Ngay à. Đá Ba Chồng. Nhà em thì ở gần cái khúc đó. À, thế cũng gần mà. Anh ở bên chỗ Dĩ An á. Anh nghĩ là một tuần anh có thể chúng mình hẹn hò được bao nhiêu lần ạ? À, chắc khoảng 2 lần. Một lần giữa tuần, lần cuối tuần. Tuy nhiều đấy nhở. Thấy cũng bình thường mà. À, trong gia đình thì ai nên là người nắm tài chính ạ? Anh chưa nghĩ đó nữa. Mình nên công bằng ha. À, khi mà hẹn hò thì em nhường anh, còn khi mà về nhà rồi thì về vẫn chi trả nhường em. Anh thấy thì sao? Chưa đấy được. Anh có gì mà hỏi không ạ? À. Có rung gì chưa? À, có rung em thấy cũng được hơi rung rung. Mới vô cái hỏi đẻ con đặt tên con luôn rồi. Choáng quá. À, tí nữa em có rảnh luôn không? Dạ có á. Em nghĩ. À, thế tí nữa mình đi xem phim luôn đi. Vậy là bấm nút rồi hả? À không. Không có vé đâu xem phim. Ờ, có chương trình tặng mà. Em thấy có mà. Đâu. Cái đó bấm nút mới tặng, không bấm đâu có tặng. Ô, hai bạn chia sẻ món quà của hai bạn tặng nhau là cái gì vậy? Tặng đó thì cái cục gấu đó thì mình có thể ôm hoặc là gối đầu cũng được. Còn sô-cô-la thì ăn cho đỡ nhạt miệng. Miệng em nhạt lắm hả em? Em cũng hơi nhạt. Sô-cô-la người ta tặng đó là ý nghĩa của tình yêu hay là cái gì đó, một sự bắt đầu của tình yêu. Ăn sô-cô-la cho đỡ nhạt miệng. Miệng tôi đâu có nhạt. Còn em tặng sách gì cho ảnh vậy em? À, cuốn sách đó tựa đề là Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình. Ý nghĩa là cho cái tựa đề nó rất là ý nghĩa. Anh thì cũng thích đọc sách. Mấy chuyện mà ghiền quá là một đêm một cuốn luôn. Bây giờ bạn gái hát tặng bạn trai một đoạn bài hát nào cho bạn ấy bình tĩnh lại đi. Thấy bạn hơi rung đấy. Dạ. Nào ta bấm 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 bấm. Nào ta yêu 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 yêu. Và mình cười 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 cười. Hết rồi ạ. Rồi rồi. Dễ hả? Nào ta cũng bấm 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 bấm. Ta cũng yêu 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 yêu. Ta cũng cười 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 cười. Đơn giản vậy, bài hát em sáng tác đó hả? Nhạc bài thì... hát thật là sâu xa và ý nghĩa đó mà. Thôi bây giờ vậy, nhát gái phải không? Đứng lên, cho cơ hội nắm tay nhau một cái rồi tỏ tình cái rồi quyết định bấm nút nè. Ngồi nhìn nhau hoài mất thời gian quá. Cười không hả? Rồi nắm tay nhau. Ráng nhìn sao cho rung đi. Anh hơi run. Nói gì đó với cổ đi, cổ em thích lãng mạn lắm, cổ đọc chuyện không, này kia không thường. À? Anh cũng thấy bình thường. Em nói gì với cổ đi. Rồi nắm tay cổ nói cái gì đi. Thì hôm nay gặp nhau đây cũng có duyên rồi. Và anh thấy em cũng xinh. À, đi bấm nút nha. Rồi. Rồi, để tay đặt bấm em bấm nha hai bạn. Đó. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Bây giờ là thời phút rất là quan trọng. Có rung động mới bấm nha. Bấm nút là hẹn hò yêu đương nha, chứ không phải bấm nút để đi chơi, coi phim rồi về chia tay nha. Dạ. Suy nghĩ kỹ nha. Bấm chưa? Dạ rồi chị. 1 2 3. Rồi. Chúc mừng hai bạn. Chưa nói gì hết trơn bấm rồi. Phải nghe cái thể lệ người ta yêu cầu rồi mới bấm chứ. Có hối hận không? Dạ không. Giờ bấm lại nha. Bấm lại cũng thế chị. À vậy hả? Thôi nắm tay nhau đi. Nôn nao lắm đúng không? Nói lại coi bây giờ nếu đẻ con trai đầu lòng là đặt tên gì? Anh họ Phạm. Phạm gì? Phạm Cô Cá, Phạm Bắp Răng Bơ. Đây là những phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Rồi hôn đi rồi tặng quà. Nắm tay nhau hai bạn. Trời ông hôn mà ông dán tóc ông chép chép trước nè. Cái gì vậy?
mạnh mẽ lên. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Tặng hai bạn một bộ sản phẩm cốm trẻ hóa, trị nám đẹp da Skin Food do công ty Hoàng ZN sản xuất và phân phối. Quà tặng của các bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp Cao Su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% khi mua sản phẩm nệm Đồng Phú. Gửi tặng hai bạn một chiếc mắt TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc. Chiếc TV này sẽ nằm trong ngôi nhà của hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Đây là một cái phiếu tặng cho hai bạn, mỗi bạn là một chiếc voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio ở tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Và nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân thì sẽ được nhận một máy lọc nước Yakio trị giá 8.690.000 đồng. Máy lọc nước Yakio sản xuất 100% tại Hàn Quốc, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Yakio Việt Nam. Rồi. Rồi, cảm ơn hai bạn, nắm tay nhau thật chặt nha, lấy quà hết chưa? Rồi, xuống ăn sô-cô-la đi bạn. Ăn cho nó ngọt ngọt miệng rồi vô rạp phim rồi hôn nhau. Ưu điểm của em là nhiệt tình, độc lập. Em không có hút thuốc, không nhậu nhẹt. Em rất là sợ độ cao với lại sợ nước. Thường thì em cũng thích bạn trai đó độc lập, chưa có vợ lần nào nha. À. Như vậy là cặp đôi vừa rồi đã đồng ý hẹn hò với nhau, hy vọng là họ sẽ sớm báo tin vui cho chúng tôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai, xin mời. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi. Rồi, bạn giới thiệu về mình. Chào anh Huyền Linh ạ. Chào, chào chị Cát Tường ạ. Chào mọi người trong trường quay. Em tên là Đào Thanh Trung ạ. Năm nay em 29 tuổi, quê em ở Bình Định. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại quận 9. Làm gì hả Trung? Dạ, công việc của em là team leader, là quản lý team ạ. Quản lý team được bao nhiêu người? Dạ, 15 người, có 15 người. 15 người. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ, xin chào mọi người với anh Linh, với chị Tường, với các anh chị đồng nghiệp. Em tên là Ngô Thị Xuân Mỹ, em 29 tuổi, hiện tại công việc là chuyên viên xử lý hợp đồng vay. Em ở trọ ở quận 6, nhà em ở La Ghi, Bình Thuận. Rồi, thế ưu điểm, khuyết điểm của em là gì nè? Ưu điểm của em là nhiệt tình, độc lập, đặc biệt là em thích tham gia các chương trình từ thiện. À, tốt dạ. Quá. Nhược điểm là hồi xưa em nóng lắm, nhưng mà giờ em hết nóng, em chuyển qua càm. Càm ràm á hả? Càm nhưng ít là càm, nói xíu xong rồi có người nói lại em là em im. À, nếu như mình biết được những cái khuyết điểm của mình thì mình sẽ hạn chế lại được. Dạ, đúng rồi. Bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là em không có hút thuốc, không nhậu nhẹt. Em thích chơi thể thao. Trong công việc hay là gì thì nói chung là em là người sống rất là có trách nhiệm. Về nhược điểm của em là hơi nhút nhát. Em rất là sợ độ cao với lại sợ nước. Sợ nước hả? Dạ. Nước cũng sợ mà độ cao cũng sợ. Vậy có vậy cái gì em không sợ? Mấy lần? Dạ không, đó là sợ nước, ví dụ như là ra biển hay là sông hồ gì đó mới sợ. Chứ tắm trong nhà là tắm thoải mái đúng không? Dạ đúng rồi. Tưởng đâu sợ nước là không tắm luôn chứ. Rồi, bây giờ mình nói chút về tình trường đi bạn. Bạn có mấy mối tình rồi? Dạ, em có 3 mối tình rồi ạ. Mối tình gần đây nhất là bao lâu rồi? Dạ, mối tình gần đây nhất là cách đây cũng hơn 2 năm rồi ạ. Lý do tại sao chia tay? Dạ, hồi đó thì em mới đi làm, chắc là do em cũng ít quan tâm đến bạn đó nên chia tay. Quan tâm đó ha. Thật sự mà quen một người nào đó mà không quan tâm đến người ta thì người ta cũng sẽ ra đi thôi. Phải thật là quan tâm nha bạn nha. Kinh nghiệm ha, phải tâm chăm sóc bạn gái nhiều hơn nữa mới được. Rồi, tình trường em sao? Em thì trước giờ chưa có cái mối tình nào là đúng hết. Đúng là kiểu như là nói chuyện xong rồi thôi. Có nghĩa là chưa có một mối tình chính thức nào hết. Rồi, bây giờ mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Thường thì em cũng thích bạn trai đó độc lập. Ngoại hình thì cao 1m62 trở lên, cao hơn em xíu. Mập hơn em xíu cũng được. Không hút thuốc. Bên chưa kia. Có vợ lần nào nha. Em có vợ lần nào chưa? Dạ chưa. Rồi đúng không? Dạ. Rồi, em có hút thuốc không? Dạ, em cực kỳ ghét người hút thuốc luôn. Rồi, quá tốt. Hay quá. Còn bạn trai mình thì sao? Cái tiêu chí của mình tìm người bạn gái như thế nào? Dạ, em mong những người bạn nữ là biết suy nghĩ, biết trên, biết dưới, với lại biết lo cho cuộc sống sau này. Cụ
phụ nữ nào cũng biết suy nghĩ, cũng biết lo hết trơn á. Cái nào khó hơn chút xíu đi? À, về ngoại hình thì ưa nhìn một tí. Ưa nhìn. Cao từ 1m58 trở lên. Phụ nữ nào nhìn cũng dễ thương hết. Bên này cao. Anh coi coi cô gái bên đây, ô dễ thương quá. Chào em. Chàng trai bên đây hiền lắm em. Gương mặt rất phúc hậu. Nhưng mà em nghe anh nói ít nói, thường em cũng ít nói. Ô, ít nói chứ không phải là ít làm. Em trúng đài, em nhiều, em nói nhiều lắm á. Em nói nhiều hả? Anh bên đây có thể chịu đựng được, có thể kiên nhẫn ngồi nghe em nói, đúng không em trai? Dạ đúng rồi. Nếu như bên đây mà đồng ý á thì em cho thời gian là khoảng bao lâu thì anh ta có thể bước tới được? Chắc em phải hơn 6 tháng quá. Hơn 6 tháng gì được? Hơn 6 tháng năm. Bên đàn trai là ok lắm á. Em Linh ok đúng không? Ok, nghe lời anh đi. Dạ. Anh là đánh giá người không có sai đâu nha. Đàn gái cũng đẹp đó nha. Nhưng mà 6 tháng thôi, nhà trai chuẩn bị kịp không? Kịp. Dạ kịp rồi chị. Thấy tại nói chung bố mẹ em cũng mong em là cưới vợ lắm rồi. Được dạ, ha, sáng sủa ha, lịch sự. Rất men, tướng tài bắp xô ha. Này chắc có 6 múi luôn hay đừng giỡn, tôi nhìn hay lắm. Có chơi thể thao hả em? Dạ em có chơi chơi gym, đá bóng. Đó, biết ngay mà nhìn cơ bắp quá trời mà. Cái điều gì mà em không thích nhất ở người bạn gái? Đừng có nhuộm tóc mà nhuộm màu màu đậm quá thì em không có thích lắm. Trời ơi, ta làm nhuộm tóc thì để cho đẹp thôi chứ không, có cái gì vừa đâu. Vừa đó chị. Rồi sơn móng tay, móng chân đồ được không? Trang điểm đồ được không? Dạ cái đó là bình thường mà chị, cái đó là quyền làm đẹp của mỗi người bình thường. Rồi. Thôi được rồi, cặp này được. Anh Linh nói đúng đó, cặp này gả nhau được nè. Rồi. Bây giờ mình hỏi thăm khảo sát ý kiến người thân coi sao nha. Hôm nay em gái đi với ai? Em đi với em gái với chị đồng nghiệp. Rồi, em gái ruột hả em? Dạ, em gái Út. Rồi, chào em Út. Dạ em xin chào anh Quỳnh Linh với lại chị Cát Tường với tất cả các bạn khán giả, chào anh ạ. Dạ nhận xét sơ bộ thì em thấy anh rất là được ạ. Còn về phía chị em thì em chỉ thấy chị chỉ có một cái tính không được thôi, đó là đúng là chị hay nhăn, nhưng mà bây giờ cũng tức là mọi người góp ý thì chị cũng đã cải thiện được rồi. Anh trai thì em thấy ổn. Anh thấy rất ok. Anh có lãng mạn không anh? Lãng mạn như cái đó là một điểm yếu của anh. Anh không có lãng mạn lắm. Anh có biết hát không anh? Hát thử một hát đoạn câu đi đó. Cho bà em gái nghe để thuyết phục em gái trước đi. Từ khi quen em, anh đã biết bối rồi. Vì những lúc thoáng nghe em cười, anh đã biết con tim yêu em mất rồi. Người yêu xin em chớ quên. Hay rồi. Sao em gái? Dạ. Con kết luận là bấm nút đi chị. Bấm nút đi chị. Ngày xưa ta nói là ông bà thì coi mắt, cha mẹ coi mắt. Bây giờ muốn qua được cái cửa ải em gái là khó lắm á. Giờ em gái thì coi mắt luôn á. Rồi cảm ơn cơ. Em mong hai anh chị sẽ có kết thúc rất là đẹp ạ. Rồi dễ thương quá em gái. Rồi hôm nay bên nhà trai mình đi với ai nè? Dạ em đi với em gái ruột của em. Cũng em gái luôn. Luôn. Rồi. Chào em. Dạ, em chào MC Huyền Linh và chị Cát Tường và các quý vị ở đây ạ. Lần đầu thì em xin đính chính lại là anh hai của em năm nay 31 tuổi chứ không phải là 29. Sao kỳ vậy? Bởi vì năm sinh thật của ảnh là ảnh sinh năm 87 nhưng mà trên giấy tờ là sinh năm 89. Dạ, anh em thì rất là hiền, ít nói nhưng mà khi nào mà trúng đài thì mới nói, sống rất là nội tâm. Và chị bên này thì em thấy là chị bên này dễ thương. Có thể trị được anh em. Anh của em kiểu như là rất là nhát và hơi và cái cuộc sống bên ngoài thì hơi rụt rè. Nên là em mong là chị sẽ giúp ảnh là vượt qua những cái cản trở bên ngoài. Và hai người đến nay thì cũng có cái duyên rồi nên là em nghĩ hai người nên cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau ạ. Em xin hết ạ. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn em. Bây giờ ta kể rào cho gặp mặt nha. Mở hàng rào. Chào em. Chào em. Dạ, em lần đầu gặp mặt thì anh có quà tặng cho em. Dạ rồi, em cảm ơn. Cái này em tặng anh. Sẵn có một cái thỏa thuận này thì em đọc lên thử nha. Thỏa thuận hả em hả? Ủa? Đọc đi em. Đọc đồ quy lên em. Cái này là thỏa thuận tìm hiểu hả chị? Anh đọc cho nó hấp dẫn coi. Cái này hay nè. Tức là khi chúng ta yêu nhau, chúng ta phải có một cái thỏa thuận tìm hiểu. Cái là do em đề ra đó hả? Dạ. Hay quá ta. Mức phạt được áp dụng cho cả hai. Ưu tiên nam. Trời ơi. Phạt ưu tiên nam, trường hợp đặc biệt sẽ xử lý cụ thể. Thứ nhất là không hỏi han, quan tâm đối phương, phạt 50.000. Có chuyện vui, không vui mà giấu giếm
không kể cho đối phương nghe, phạt 50 ngàn nữa. Hai, im lặng đột ngột, mất liên lạc theo cách chủ quan đó, một ngày mà không gọi điện, không có này kia, phạt 200 ngàn. Trời ơi, dữ vậy hả? Ồ, phạt cao vậy. Tâm sự với người lạ, đặc biệt là với người yêu cũ, phạt 300 ngàn. Phản hồi cọc lóc, tức là em hỏi hôm nay anh có khỏe không, nói khỏe, cọc lóc á là phạt 50 ngàn. Không rõ ràng, nói xạo, nghỉ chơi vô thời hạn là khỏi phạt luôn. Khỏi phạt luôn đó. Lưu ý, tiền phạt sẽ sung vào công quỹ và được công khai sử dụng và ủng hộ chương trình từ thiện. Cái này được, có gì liên lạc hay với anh à, hay à. Không có xài tiền này mà tiền sung vô công quỹ làm từ thiện. Yêu cầu người tham gia thực hiện tốt, nghiêm chỉnh, chấp hành, đóng mộc, ký tên. Hay, được, đồng ý. Em đồng ý không? Dạ, em thấy hay vậy. Cái này rồi, chắc có vốn nhiều rồi nha. Bắt đầu đi các bạn. Lần đầu tiên gặp anh á, em thấy anh đạt được bao nhiêu phần trăm của theo yêu cầu của em á? Chắc cũng được hơn 50. Vì em thấy không hút thuốc là cái ưu chí đầu tiên của em. Theo em á thì một tuần á, nếu mà mình có thể hẹn đi chơi được bao nhiêu lần? Thường thì công việc của em nó cũng hành chính. Vì em cũng chưa kiểu đi hẹn hò kiểu nhiều nên là em cũng biết tùy cơ ứng biến. Ngày nào cũng gặp, đi làm về là thấy anh ở trước cửa rồi. Em có thích nấu ăn không? Em nấu ăn được. Em nấu ăn được không? Nói chung anh cũng thích làm công việc nhà lắm, giặt giũ hay là gì là anh cũng thích làm. Em thấy anh nói giới thiệu có nhiều cái điểm chung. Rồi này nội quy gì nữa đây? À cái này hả? À. Cái này là bài hát. À bài hát. Dạ đúng rồi, nhưng mà hôm nay em cũng tặng cho mọi người một bài do em sáng tác. Bài thơ được mang tên là Xin đừng hỏi tựa. Mà bài thơ hay là bài hát? Bài thơ. Bài thơ, rồi mời em đọc bài thơ. 3 năm biền biệt tin, vào chiều chang chang nắng, một tin xa đưa tới, bạn có muốn hẹn hò? Chẳng biết cười hay vui, vì em đây chớ mế. Đồng nghiệp liền thấy thế, bay qua hỏi từng người. Em vì ngài không nói, lén giấu mình gặp riêng. Bình tĩnh rồi tự nhiên, cuối cùng được lên sóng. Gặp chị Tường Anh Linh, bạn kia và ekip, người thân cùng khán giả. Em thêm đỡ rùng mình, lên HTV7. Cả nước biết MFA luôn rồi. Hàng xóm sẽ không tha, tra em từng chi tiết. Không biết đời nở hoa hay em thêm bế tắc, nhưng vũ trụ xây đắp, em cứ việc an bài. Dạ, cái bài thơ này là nó xuất thân từ là sau 3 năm em gửi cho chương trình mà giờ em mới được gọi á. Sao em mới phọt thành thơ luôn nè. 3 năm quý vị thấy chưa? Rất nhiều người đăng ký tham gia bạn muốn hẹn hò, nhưng chúng tôi phải lựa chọn cái người cho đúng với cái người mà các bạn yêu cầu. Cho nên nhiều khi có nhiều người hên á, mới 3 tháng được kêu lên, mà có người không hên á, 3 năm mới được lên. Nhưng mà trước sau gì cũng được lên đây ngồi và có cơ hội gặp gỡ cái đối tượng của mình. Rồi tiếp tục đi hai bạn. Bây giờ bạn nữ là chưa có kinh nghiệm trong tình yêu nhiều, cho nên bạn trai phải cố gắng chủ động một chút xíu. Thôi bây giờ mình quan niệm về con cái thôi các bạn. Theo em á, em thích con trai con gái hơn. Thường thì em vì em bị FA đó, xong rồi mọi người kêu em là chuẩn bị hết tất cả đi. Ví dụ như là chụp hình ở đâu hay là đẻ con là tên gì thì em cũng có chuẩn bị thiệt. Thì em thích sinh đôi, nhưng mà tên thì em đã đặt sẵn rồi. Con trai tên gì, con gái tên gì? Thường thì con trai em thích là Tâm Nguyên. Em thích tên có chữ Nguyên. Thôi con trai Đức Nguyên, còn con gái Tâm Nguyên đi. Được còn, không em? Còn theo em thì được không? Dạ được á chị. Em họ gì? Dạ em họ Đào. Họ gì? Họ Đào á chị. Đúng Đào rồi. Tâm Nguyên, Đào Đức Nguyên, hay lắm nha em. Tiến lên. Chúng ta hãy kết hợp để mà sanh con, để đặt tên cho đẹp đi em. Nắm tay. Ôi tao lạnh. Tay lạnh quá hả? Nắm tay đi em. Nhìn thẳng vào mặt đối phương. Nhìn cổ. Xong là mình gặp nhau ở đây rồi thì anh nghĩ là mình cũng có một cái duyên rồi đó. Nên hy vọng là nếu có thể thì mình cho nhau một cơ hội để mà có thể tìm hiểu kỹ hơn. Rồi, chúng ta trở về vị trí các bạn. Tới giờ phút quan trọng. Anh nghĩ rằng bao nhiêu đó chúng ta cũng đủ để kiểm soát về nhau, đủ hiểu nhau. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Xin mời hai bạn. Nào, hãy nắm tay nhau. Đây là một cặp đôi rất là chín chắn đấy. Tôi nghĩ rằng họ đủ suy nghĩ để quyết định một cái điều gì đó quan trọng cho cả cuộc đời. Và bắt đầu từ bây giờ, cái bản thỏa thuận tìm hiểu này có giá trị ngay lập tức.
mỗi ngày không hôn nhau trừ 1 triệu. À, phải ghi quá. Ngày hôm nay bắt đầu. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ nhận những chiếc vé xem phim từ cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Tặng các bạn một bộ sản phẩm cốm trẻ hóa trị nám đẹp da Skin Food do công ty Hoàng Z N sản xuất và phân phối. Quà tặng của các bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% khi mua sản phẩm nệm Đồng Phú. Nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân thì một chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc sẽ nằm trong ngôi nhà của hai bạn. Ở đây gửi tặng cho hai bạn, mỗi bạn là một chiếc voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio ở tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Và nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân thì sẽ được nhận một máy lọc nước Yakio trị giá 8.690.000 đồng. Máy lọc nước Yakio sản xuất 100% tại Hàn Quốc, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Yakio Việt Nam. Chúc các bạn hạnh phúc và mau báo tin vui chúng tôi. Dạ, cảm ơn chương trình các bạn. Rồi, hãy chờ bạn gái đi trước đi em. Như vậy là ngày hôm nay cả hai cặp đôi đã đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau. Ông Mai, bà Mối và các tường và ekip thực hiện chương trình rất là vui. Nếu như các bạn nào muốn tìm một nửa yêu thương của mình đó, thì cũng đừng ngại ngừng đăng ký với chúng tôi. Hoặc là chúng ta có thể tham gia offline của bạn muốn hẹn hò vào thứ Bảy Chủ Nhật hàng tuần ở thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như ai chưa tìm được nửa yêu thương của mình thì hãy vào fanpage hoặc là địa chỉ đang chạy trên màn hình để chúng ta có thể gặp mặt trong một buổi offline của bạn muốn hẹn hò. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những phần quà dành cho khán giả ngay tại phim trường của bạn muốn hẹn hò. Các bạn sẽ có cơ hội trúng được một chiếc Smart TV Akino 32 inch trị giá là 4.690.000 đồng nếu như các bạn có số phiếu may mắn trùng khớp với số phiếu mà anh Nguyễn Linh sẽ bóc ngay tại sân khấu. Ai sẽ nhận được TV đây? Và số đó là số may mắn 74. Số 74. 74, mời anh. Anh ngồi hàng đầu mà. Rồi, đúng con số 74 rồi nha. Như vậy thì anh sẽ nhận được một chiếc Smart TV 32 inch trị giá là 4.690.000 đồng đến từ thương hiệu Akino tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc. Chúc mừng anh vì khán giả may mắn nhất ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, khán giả đang xem truyền hình cũng có thể nhận được quà tặng một chiếc Smart TV Akino 32 inch trị giá 4.690.000 đồng nếu như các bạn truy cập vào trang fanpage của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò và trả lời câu hỏi. Một lần nữa cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại vào khung giờ rất là quen thuộc 15:20 Chủ Nhật và 22:45 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh. Quý vị cũng có thể theo dõi lại trên kênh YouTube MCV Media hoặc là cổng thông tin Love TV quý vị nhé. Mời khán thính giả theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản radio trên sóng VOH của Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh vào lúc 9 giờ sáng thứ Hai và thứ Sáu hàng tuần trên tần số FM 99,9 MHz. Và một lần nữa xin cảm ơn nhãn hàng Mắc Hè viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ cho chương trình. Em giận thì có nhiều khi em cầm cái điện thoại em bỏ vô nước á. Em chơi bỏ cơ sở vật chất thì em cũng rất là tiếc. Ngay cả bản thân bây giờ em cũng nghĩ là em cũng chưa có lớn. Mời nhà trai xuất hiện. Rồi ngồi đi em trai. Mời nhà gái. Chào em. Rồi, xin mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Em chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào bạn nữ bên kia. Dạ, em tên là Trần Minh Ngọc. Dạ, em 37 tuổi. Hiện tại em phụ trách mảng kinh doanh cho một công ty thép ở Việt Nam. Quê quán của em là ở Đồng Tháp ạ. Hiện tại em đang sống ở quận 7 ạ. Em có gần nhà anh Quyền Linh không? Quyền Linh cũng quận 7 đó. Dạ. Cái nhà đó cũng không có bự gì hung á. Giáp cái nhà là mình phải đi xe máy. Trời ơi. Đi bộ là đi không nổi luôn á. Rồi nhà gái giới thiệu gì mình. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh. Chào em. Toàn thể quý vị khán giả và anh hàng xóm kế bên ạ. Em tên là Nguyễn Thị Xuân Mai. Năm nay 34 tuổi. Hiện tại em đang làm việc cho một tập đoàn Nhật Bản Sankogaken về lĩnh vực về giáo dục, chuyên ngành thẩm mỹ. Ở quận 2. Em đang sống ở quận 3. Quận 3, yeah. À, chà chà, quận 3 cũng không có thua gì quận 7 đâu nhé.
Nhưng mà quê Mai ở đâu vậy? Dạ quê em ở An Giang. À Mai An Giang, còn dạ. Ngọc ở Đồng Tháp. Đồng Tháp thì cũng chung miền Tây ha. Mình cho đàn gái biết được một ít ưu điểm và khuyết điểm của mình đi Ngọc. Ưu điểm của em là có thể nói là hiền, ít nói. Nhưng mà em nghĩ ít nói thì cũng là một cái khuyết điểm của cá nhân em. Em bị nóng tính đó chị. Rồi cái độ nóng của em là dễ sợ nhất là như thế nào? Trước đây thì có lúc mà em giận thì có nhiều khi em cầm cái điện thoại em bỏ vô nước á. Cầm cái điện thoại em bỏ vô nước á. Cách đây mấy năm Dạ cũng 5-6 năm rồi chị, cũng 5-6 khá là lâu. Dạ đúng rồi. Như thế lúc đó em 30-31 tuổi mà em vẫn cầm điện thoại bỏ vô nước thì... Còn ngay cả bản thân bây giờ em cũng nghĩ là em cũng chưa có lớn. Em cũng chưa có lớn. Như thế cũng tốt chứ, bọn tôi nghĩ ta chưa lớn để ta trẻ trung hơn. Tại vì chưa lớn là sẽ còn bỏ điện thoại vô nước hoài. Không bỏ đâu giờ, dạ, không hết rồi, bỏ dạ, đâu. Rồi, dạ hết rồi. Em sao nè, em nói về mình chút đi. Về ưu điểm của em thì em thân thiện, thích quan tâm người khác, thích nấu ăn, thích những cái hoạt động chung vui gia đình hoặc là bạn bè đồng nghiệp. Rồi, tật xấu của em thì là em cũng hơi bị ít nói một chút, có nóng tính. Tuy nhiên nóng tính của em là nóng tính em im lặng để cho nó tính nó dịu xuống, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện. Không có cái chuyện mà bỏ cơ sở vật chất của mình vô một cái vấn đề gì đó như là nước nôi hoặc là lửa. Em chơi bỏ cơ sở vật chất thì em cũng rất là tiếc. Dạ, đúng rồi, dạ, trời ơi, cái tiền mình làm ra cực khổ mà, đúng không cưng? Dạ. Em là chuyên về gọi là dạy về thẩm mỹ, đúng không? Dạ. Như vậy có nghĩa là em sẽ có những cái đòi hỏi tối thiểu với những người xung quanh em, điển hình là bạn trai của mình. Dạ, ví dụ như là đi chơi thì mình mặc thoải mái, đi họp hành thì mình mặc lịch sự chút xíu. Chứ nói chung cái diện mạo của mình nó phù hợp theo từng hoàn cảnh mình đi. Em nâng cao cái đó có nghĩa là cái sự tôn trọng của cái đối phương. Và trong cái buổi đó, cái nguyên tắc cũng đó cũng là cái nhược điểm của em. Tức là làm thẩm mỹ hả? Giáo dục về thẩm mỹ à, thành ra là cái chuyện mà mặc quần xà lỏn nhiều hoặc là đi dép tổ ong nhiều là không được đó. Dạ cũng được, nhưng mà mặc ở nhà. Dạ. Ở nhà thôi. Ủa, thí dụ anh mặc lên sân khấu được không em? À, dạ cũng được đó, tùy sở thích của anh, nhưng mà theo em thì không được. Mỗi người mỗi ý thôi, cái cá tính của người ta thế nào ta thể hiện như thế thôi. Thì người ta có nói gì đâu, người ta nói là tùy không anh. Phải, mỗi người phải người quan ta, điểm. Người ta tôn trọng anh, nhưng mà nếu mà bồ người ta thì người ta không chịu. Còn dạ, tôi lớn tôi thích mặc thì tôi mặc chứ, đúng không? Không. Hả? Chứ? Người ta nói về chuyện người đây. Người đây. Chứ không phải người ta ép ông muốn làm gì đó ông làm. Ok. Chào em. Dạ em chào chị. Chà, trẻ hơn so với tuổi nhiều lắm đó nha. Dạ cảm ơn chị, cũng vậy á. À, cảm ơn em rất nhiều. Em phải cho mà biết em có mấy mối tình rồi. Mối tình thì em nghĩ chắc cũng kha khá. Kha khá là nhiêu? Em nếu mà em thống kê chắc tầm khoảng 4-5 mối tình gì đó. Theo em thì em thiếu sót gì trong 5-6 mối tình đó? Dạ, mọi người hay nhận xét là em là cái người khá là dạy. Nói thẳng ra là dạy gái ạ. Dạy gái ạ. Bạn gái thích gì trong khả năng của em chịu được, em sẵn sàng em chịu. Em quen khá là nhiều mấy bạn nữ thì đa số là 9x đó chị. Cho nên là em nghĩ cái lý do quan trọng nhất là mình không có tiếng nói chung điểm. Không phù hợp với quan điểm, đúng không? Không? Dạ đúng rồi. Như vậy thì là cái người bạn gái sắp tới của em muốn cái người đó phải như thế nào? Em chỉ cần một người phụ nữ mà biết chung thủy, biết chia sẻ với mình. Có cần là phải chân dài tới nách, da trắng như Ngọc Trinh không? Ngọc Trinh là một cái hình mẫu mà em gần như là thần tượng. Cô ấy biết tự tìm ra đồng tiền, tự sử dụng cái đồng tiền của mình tìm ra. Còn cái cách tìm như thế nào thì em nghĩ cái chuyện đó là mỗi người có mỗi cái cách khác nhau. Em thần tượng về cái cách tìm ra tiền của cổ hay dạ, là em rồi. Thần tượng về sắc đẹp của cổ? Phải rõ ràng. Cả hai ạ. Cả hai luôn. Dạ. Khó lắm, có Ngọc Trinh thôi. Em đến em thẳng chị, vấn đề với Ngọc Trinh luôn. Thực sự mà nói thì em đó là thần tượng thôi. Còn cái người bạn gái thì là một cái người khác. Có thể làm ý chí thì giống, tự kiếm tiền thì giống, nhưng mà về nhân dáng trái ngược hẳn luôn thì sao? Ví dụ mập, lùng, ví dụ vậy thì sao nè? Em nghĩ mập lùng cũng là cái duyên ạ. Biết đâu chẳng hạn như mình gặp rồi có tiếng sét ái tình rồi sao chị? Ok, đó là về cảm xúc đúng không em? Dạ đúng rồi. Em nói về cái mối tình của em đi. Thì em chưa có mối tình chính thức nào. Còn ví dụ quen biết, được giới thiệu, may mối thì có. Thì em cũng tìm hiểu một ngày có, 2 tháng cũng có.
một tuần cũng có thì rút lui. Tại sao? Nghĩa là em quan sát bạn cứ như theo cảm tính của mình á, thấy người này nói chuyện hơi tự cao quá em loại, thấy người này hút thuốc em loại, thấy người này nói chuyện hơi bị xạo quá em loại, là em không riết luôn loại cho tới bây giờ mà không tìm được một cái loại nào luôn hả trời. Bây giờ vậy đi, bạn đó thì cái hình mẫu lý tưởng của bạn là Ngọc Trinh, còn em hình mẫu lý tưởng của em là ai? Thật sự là em không có ai về diễn viên hay là về điện ảnh nào cả. Lý tưởng của em đơn giản có nghĩa là một người có trách nhiệm, sự nghiệp thì cũng ổn định. Như bạn trai bên kia là nói bây giờ dạy gái mà không còn đồng bạc rồi. Thế từ bây giờ đừng có dạy nữa, từ từ lại. Dạ. Cặp này nó rất là lạ. Một bên là không có mối tình nào, một bên là 5-6 mối tình luôn. Chào em. Dạ chào anh. Theo em thì anh ăn mặc sao? Dạ anh mặc cũng bình thường, lịch sự. Rồi cảm ơn ông Mai. Ông căng quá. Không phải. Căng thẳng quá. Em nghĩ là bạn này là có đẹp trai không? Dạ có đẹp. Có cao? Dạ cao hơn em. Rồi vậy tốt rồi. Thì tốt rồi. Rồi mình hỏi ý kiến người thân đi. Em trai đi với ai em trai? Dạ em đi với hai anh đồng nghiệp của em ạ. Rồi xin chào hai anh. Nhu cầu của đôi bên á thì thấy cũng tương đối rồi đó. Kết luận chung á là nó tương đối phù hợp. Nếu rồi. Anh là bạn này thì anh có bấm nút không? Bấm nút. Cảm ơn anh. Em đi với ai vậy? Dạ em đi em gái em và chị đồng nghiệp. Dạ em là em gái của chị Mai ạ. Rồi, dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và chào anh đàn trai và tất cả các anh chị trên trường quay ạ. Trong quá trình nghe trao đổi của anh chị á, thì cơ bản em thấy là hai anh chị khá là hợp nhau về cái tiêu chuẩn là về chọn bạn đời của nhau như thế nào. Thì em nghĩ là nếu mà là em ở vị trí của chị thì chắc em cũng sẽ bấm nút để có thể có một thời gian nào đó tìm hiểu nhau nhiều hơn và biết đâu đó là một cái nhân duyên cho anh chị sau này. Trời nó hay quá ta. Em có gia đình chưa? Dạ em đã có gia đình và có hai cháu rồi ạ. Trời ơi. Chị nói chuyện rất là chín chắn, hay chín chắn hơn chị luôn á. Có duyên luôn á. Anh chịu em gái rồi đó. Được sự góp ý của hai bên rồi, giờ tự hai đứa tìm hiểu nha. Mở rào. Không gian này là của em đó. Chào em. Dạ em chào anh ạ. Dạ. Có hai cuốn sách này thì thật sự quý vị có thể thấy là đây là Doraemon ạ. Là cả một bầu trời tuổi thơ nằm ở trong này. Thì anh muốn gửi tặng em tất cả những tuổi thơ của mình. Đồng thời thì có một cái cuốn sách nữa là Thức dậy thư thái gặt hái thành công. Dạ em xin cảm ơn anh ạ. Dạ. Dạ em cũng xin gửi tặng chị Hồng Vân ạ. Ồ. Dạ. Trời cảm ơn em. Dạ em gửi chị Doraemon hả Vân? Dạ. Hả? Thức dậy thư thái gặt hái thành công. Dạ. Cảm ơn em. Dạ, tiếp tới em xin gửi tặng anh một món quà. Thì món quà này thứ nhất là nó cũng đi theo thời gian, thể hiện cho cái thành ý của em. Có nếu mà được duyên cùng anh tiếp nối con đường phía sau thì nó luôn luôn đi theo trong tâm hồn của mình. Thứ hai là đó nói về cái sự thành công của anh càng ngày càng phát triển hơn thêm về trong công việc. Em ơi cái món quà gì mà nói nó trừu tượng quá, em mở quà đó đi. Đây mình xếp lại. Cái biết đâu quý vị. Thì nãy giờ cái giây phút đầu tiên vậy thì không biết là anh có một cái điểm gì đó nó nằm ở trong cái Dạ có anh, là có điểm mà dạ anh hiền, nhận được cái cảm giác là chân thật. Nhưng mà có điểm nào mà em nghĩ là nó không có hợp với em không? Dạ hiện tại thì chưa, nhưng mà có cái điểm là cái nóng tính chút xíu của mình á, thỉnh thoảng nóng thôi, chứ đừng có dễ nóng là được. Thật sự thì cái diện nóng tính thì em thuộc em ăn chay ạ, em chay trường cũng khoảng được 3-4 năm nay rồi. Dạ. Thì em nghĩ là cái đó cũng là một yếu tố để em có thể kiềm chế được cái nóng tính của em. Thì ngay điểm đó em hơi bị thích một chút xíu ra, tại vì em cũng thích ăn chay, mặc dù hiện tại em không ăn chay trường. Wow. Nhưng mà thỉnh thoảng em cũng thích ăn chay, thích đi chùa, đi từ thiện này cả, như có thể là một điểm đó, một đồng quan điểm của mình không chừng nữa. Wow. Yeah. Em có thích em bé không? Dạ rất là thích luôn, hiện tại là cháu em nhà 4 đứa thì mỗi tuần cuối tuần đều qua trông cháu, chơi với cháu không à. Giống anh. Thực sự thì anh cũng có một người chị cũng có gia đình rồi. Thì cũng có hai đứa cháu, thì gần như là cuối tuần nào cũng hai cậu cháu đi chở nhau đi chơi hết trơn á. Bây giờ đã đến thời khắc là phải quyết định. Để tay vào nút bấm đi hai bạn. Chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra thật kỹ về con tim của mình xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. 3, 2, 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng. Trời ơi, chúc mừng.
Nãy giờ nói thiệt với Linh nghe, Vân thấy cái bạn này á, bạn rất là chi tiết, bạn rất là tỉ mỉ. Nhưng món quà tặng Vân là bạn cũng đã note vào đây: dậy lúc 5:30 chạy bộ mỗi ngày nhé. Đó là dành riêng cho Vân đó, để tôi coi tôi có không. Có luôn. Anh Quyền Linh cứ ngủ tới 7 giờ khỏi phải dậy. Nói không có, cũng dậy 5 giờ sáng. Cảm ơn em nhiều. Anh với chị Vân cũng lớn tuổi rồi, 4:30 thôi anh thức rồi. Không, Vân là nướng được tới đâu Vân nướng. 4:15 lên dậy lên ra dạo Vân rồi đó. Cũng nướng, Vân không có thể nào mà dậy sớm được và cũng không thể nào đi bộ được luôn. Thôi, bây giờ thì chúng ta nắm tay nhau đi nào. Chính thức hẹn hò bây giờ, không phải bắt tay. Và một nụ hôn đầu tiên. Mời hai bạn. Mọc ốc rồi, thấy mọc ốc hết trơn trời nè. Trời đất ơi, tôi đứng đây mà tôi thấy nè, ốc ác dựng ngược lên hết trơn à. Thế có cảm xúc mà. Thì ta là tinh khôi luôn đó. Thì đúng rồi, tình yêu đầu tiên nó là phải như thế. Chúng ta hãy nhận chiếc vé xem phim này vào rạp xem phim với cùng đạp Cinebox 212 để chiến thắng. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity. Còn đây là món quà dành riêng cho bạn Mỹ. Son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Và đây là cây viết của cuộc đời các bạn. Cố gắng viết vào những trang giấy lịch sử của tình yêu để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất. Một lần nữa, cảm ơn các bạn. Chúc các bạn hạnh phúc, thành công. Đó, không cần nhắc luôn, nắm tay. Qua đồng à. Thẳng tính. Ừ. Cái thẳng tính đó thì chắc nằm trong điểm yếu. Em có thể tự do phát biểu cái cảm xúc của mình. Dạ thì đâu có quan trọng. Em cảm thấy bạn ấy rất là chân thật ạ. Coi như 10 năm đi. Dạ. Ông kia gấp 3 lần em. Như vậy là chúng ta đã có một cặp đôi bấm nút hẹn hò. Còn bây giờ thì kết quả như thế nào ở cặp đôi thứ hai? Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Mời nhà gái. Chào cưng. Rồi, bây giờ thì mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Chào em. Với lại bạn bên kia, với lại quý vị khán giả đang xem chương trình. Em tên là Quỳnh Minh Vũ, năm nay là 30 tuổi. Quê quán em ở Quảng Nam. Hiện đang sinh sống và là làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Em ơi Vũ, em có bị ai ép không mà sao em buồn quá vậy? Cái dạ, giọng em sầu thảm quá luôn. Hồi hộp vậy. Rung hồi hộp. Rung hồi hộp phải không? Quỳnh trời Minh ơi. Vũ 30 tuổi, quê Quảng Nam. Đang làm gì Vũ? Dạ em đang làm kỹ sư xây dựng, em làm giám sát công trình. Giám sát công trình ở đâu? Dạ ở dưới Long An. Long An. Em thì sao? Dạ em xin kính chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh chào và quý vị khán giả. Và chào anh bạn bên. Thì em tên là Phạm Thị Mai Trinh. Năm nay em 26 tuổi. Em quê ở Long An. Và ồ, em đang làm việc ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ Vũ nói những ưu khuyết điểm của Vũ là gì? Dạ ưu điểm của em á là hòa đồng, vui vẻ. Luôn cố gắng làm tốt mọi việc. Em nói phấn khởi lên coi Vũ. Phấn khởi lên nào. Sắp có vợ rồi, phấn khởi lên. Dạ chắc do thôi không. Thôi, giờ mình nói lại nó lớn lên nha. Ưu điểm thì nãy nói rồi là vui vẻ hòa đồng. Luôn cố gắng làm tốt mọi việc. Tốt. Thẳng tính. Ừ. Cái thẳng tính đó thì chắc nằm trong điểm yếu. Thẳng do tính mình quá không tốt. Dạ, dạ, mà dạ. Thật xấu có không? Có thật xấu không Vũ? Dạ chắc em cũng hơi nóng tính đi. Nóng tính hả? Dạ. Thôi em hiền quá sao nóng tính? Kiểu như mình bực thôi, thì mình nói chung thì mình bực thì mình chỉ im lặng để cho nó qua thôi. Ngoài cái công việc của Vũ thì Vũ có tập thể thao thể dục, có một cái đam mê nào về văn hóa văn nghệ thể thao thể dục không? Dạ em có tập gym, tập võ. Thôi võ luôn hả? Em có đai gì rồi?
Dạ đai đen hay gì. Chà, võ gì vậy Linh, hỏi võ gì vậy, bên nhà trai học võ. Em võ gì vậy? Dạ taekwondo. Chà, cái đó chặt dữ một luôn. Cái bạc là coi như xong nha. Đúng rồi, dữ luôn á. Rồi không mình tập để rèn luyện thân thể thôi. Còn đàn gái sao? Em sao nè, điểm mạnh điểm yếu. Dạ thì ưu điểm của em á là em hòa đồng vui vẻ, thì lâu lâu em cũng có thể pha trò được với mọi người. Em có thể tự do phát biểu cái cảm xúc của mình. Điểm yếu của em? Điểm yếu của em là em không giỏi nấu ăn chị. Tức là có nấu nhưng mà không giỏi, hay là không nấu cho nên không giỏi? Dạ sáng sáng thì em cũng có nấu ăn cơm cho mình, nhưng mà mình em ăn thôi à. Chứ em không dám mời người khác ăn tại vì nó sợ là người ta ăn không được. Vậy đó hả. Em có đam mê một cái bộ môn thể thao, thể dục hay là văn hóa văn nghệ gì không? Dạ em thì từ hồi nhỏ là em rất là thích hát. Thì ở đây em có chuẩn bị một đoạn bài hát bằng tiếng Hàn, thì em có thể có vui cho chương trình bây giờ được không ạ? Rồi mời được, em được em hát đi, em hát đi Cưng. Dạ. Vậy em xin bắt đầu nha. Bài này là chắc có lẽ sẽ quen với một số bạn trẻ ở đây. Hát lên là biết liền á. 나의 두 눈을 감으며 떠오르는 그 눈동자 자꾸 가슴이 시려서 잊어지길 바랬어 꿈이라면 이제 깨어났으면 제발 정말 네가 나의 운명인 걸까 넌 Falling You. 좋아요. Falling You rồi đó. Sở dĩ thì em chuẩn bị cái bài hát này á, bởi vì có một câu hỏi rất đắt ở trong cái đoạn lời bài hát này. Nó có nghĩa là liệu có thật sự rằng anh là cái người định mệnh của đời em hay không? Đó, đó. Em trai em cảm giác thế nào về bài hát tiếng Hàn đó? Dạ, em thì nghe bạn hát thì cũng hay á, nhưng mà tại vì bạn này, cái bạn này em không có biết. Em không hiểu luôn đúng không? Em có biết nhưng mà cái giọng hát bạn này hay không? Dạ, hay chị. Em có nghĩ em sẽ là định mệnh của bạn này không? Dạ chắc vậy chị. Chắc vậy. Điều đó, điều đó do em quyết định. Rất là chân thành, chắc vậy quá. Em có mấy mối tình rồi cũ? Dạ em hiện tại chưa quen. Chưa quen. Từ xưa giờ luôn. Dạ. 30 tuổi rồi. Dạ. Em có để ý một bông hồng nào không? Dạ nói chung thì cũng có, thì hồi xưa đi học thì thấy không thích, nhưng mà mình bây giờ hết thích rồi hả? Dạ hết rồi. Hồi xưa có thích, bây giờ hết thích rồi. Dạ em. Tại vì chị nghe cái vụ mà 30 tuổi mà em chưa có yêu ai, cái chị cũng hơi bị sốc á. Chị cũng phải đại diện nhà gái để mới nói nè. Hồi xưa thấy cũng có thích, nhưng mà bây giờ em còn thích con gái không? Dạ có chứ, có em mới lên đây nha. Em có bao giờ nắm tay cô gái nào chưa? Dạ thì đâu có quen. Chưa có nắm tay cô gái nào. Chưa có hôn cô gái nào. Chưa nắm tay chưa, sao hôn? Chưa, thì đó thì bởi vì hồi giờ chưa quen ai sao mà. Em là một người đàn ông trinh nguyên hả? Dạ chắc vậy quá vậy. Quá trinh luôn chứ. Trời ơi, em cảm giác em sao? Bên cạnh em là một người đàn ông trinh trắng luôn đó. Bên đây có hai người đàn ông đó, người nào vậy? Chắc chắn không phải là ông mối rồi. Đâu em nói chị nghe cái cảm xúc em ngay bây giờ, ngay lúc này. Em cảm thấy bạn ấy rất là chân thật ạ, rất là thẳng tính ạ. Còn bên kia tình duyên sao vậy? Dạ thì sao? Tình trường của em nó chỉ có một mối tình chính thức thôi. Dạ em gái. Chào anh. Dạ. Rất dễ thương. Thì cái mối tình đó của em là cuối năm lớp 9, đầu năm lớp 10. Bao nhiêu năm? Dạ. Một mối tình đó là chính thức là duy nhất thôi đó. Dạ đúng rồi. Thì mấy năm? Dạ tụi em quen khoảng 2 năm. Nhưng mà thật sự thì do em di chuyển chỗ ở, cái nhất ở với lại thứ hai là em đi học xa, mà lúc đó cấp 3 mà còn nhỏ nữa, suy nghĩ không được chín chắn. Cho nên hai người bị thiếu thông cảm với nhau. Rồi từ lúc đó tới bây giờ là em không yêu ai nữa. Dạ đúng rồi, từ lúc đó tới giờ là em chỉ có học và đi làm thôi. Mấy năm rồi? Dạ tới bây giờ chắc cũng 8-9 năm gì rồi ạ. Coi như 10 năm đi. Dạ. Ông kia gấp 3 lần em á. 30 năm rồi, trời ơi. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Cao to đen mà thơm á. Cao to đen thơm. Dạ. Chưa chắc có người cao to đen mà không có thơm. Thì mình phải xử lý cách nào đó cho nó thơm. Dễ hả? Thôi, dạ. Dầu thơm, miễn cao to là được đúng không? Dạ đúng rồi. Cao mét mấy? 1m7 trở lên là được rồi anh. Em không thích gì ơi người đàn ông? Gia trưởng à, quá kiểm soát ạ. Lại nói dối. Nói dối? Dạ. Anh này là thật 100% luôn.
Anh này cũng không thể gia trưởng được luôn. Dạ. Anh hiền tới mức mà giờ anh chưa bao giờ nắm tay phụ nữ luôn thiệt. Thì đó. Anh không thể tưởng tượng trên cõi đời này vẫn còn con người như thế. Thì đó, bây giờ em hiếm. Bây giờ hỏi bạn bên kia, bạn ước cái người bạn gái của mình ra làm sao? Đó, em ước sao đi. Em ơi, thương dữ quá. Dạ thì em thì cũng không có quan trọng mẫu hình cho lắm. Chỉ cần bạn thấp hơn em là được rồi. Rồi sao? Nước da. Vũ cười, Vũ tươi ghê lắm nha. Em cười mặt em rất là tươi luôn. Có muốn bạn gái mình đẹp gái da không? Da trắng hay là đen ngâm hay là như thế nào? Dạ, da thì trắng một tí cũng được. Cái điều gì làm em không thích ở bạn gái? Tính của em thì chậm. Chỉ cần một bạn gái biết chia sẻ với lại có thể bù trừ lại cái tính của em thì bạn nhanh có hơn chút, nhanh đúng hơn chút. Bạn kia bên kia nhanh rồi đó. Dạ. Hôm nay là Vũ đi với ai Vũ? Dạ, em đi với bà nội, ba má với lại bốn anh đồng nghiệp. Dạ, chào bà nội, chào hai chào cả gia đình luôn. Dạ, con xin chào rồi. Gia đình ạ. Giờ cho ý kiến nội trước đi. Vũ của nội á, à, tại hồi nói chuyện đi học rồi đi làm trong không có mối tình yêu. Bây giờ anh lên đây á, thì Quỳnh Linh với lại Hồng Văn thì cũng chăm trước cho cháu. Dạ. Thì cháu cũng hơi run. Dạ. Cho nên nè, con cũng chấp nhận cho Vũ. Vì bà nội thì cũng tuổi già rồi. À, hắn là cũng chắc thì cháu rất tôn của nội. Nếu như hai đứa mà đến với nhà đó, nội cũng chúc hai đứa hạnh phúc mà vui vẻ với nhau. Thấy. Nội nhiêu tuổi rồi nội? Gần 80 rồi. Gần 80 rồi hả? Gần 80 rồi. Nội đẹp lão dễ sợ luôn á. Rồi. Dạ, thưa chú thấy sao chú? Xin chào chương trình. Chào Quyền Linh, chào Hồng Danh. Dạ. Chào cháu gái. Dạ, con chào chú. À, nói chung là đây là cái cơ duyên của chương trình cũng tạo cho hai đứa, nên có gì là hai đứa cũng cho nhau cơ hội. Gia đình cũng mong muốn là coi như có cháu giàu, có cháu với cháu nội. Dạ. Nhưng mà chú thấy con dâu tương lai của mình có hợp với lại con trai của mình, có hợp với gia đình của mình hay không? Nói chung là nói như Vũ nãy á, cháu này là hợp với Vũ, tại vì Vũ nó chậm mà cháu gái này nhanh. Dạ. Thì hai đứa có thể bù trừ cho nhau được. Dạ. Rồi, cảm ơn gia đình. Dạ. Em đi với ai? Dạ. Hôm nay em đi với mẹ em và bạn của em ạ. Ồ, vậy hả? Chào chị. Thôi, chào đàn gái. Tôi xin giới thiệu, tôi là mẹ của Mai Trinh. Tôi xin chào Hồng Vân. Dạ. Vui vẻ. Chị. Dạ. Xin chào chú Quyền Linh, dễ thương. Xin chào quý vị khán giả trong trường quay. Tôi thấy rằng rể tương lai của mình đó như thế nào? Tôi thấy cháu Vũ đây là cũng người hiền lành, chân thật. Nó cũng phù hợp với cái bản tính của con tôi. Dạ. Tôi cũng mong rằng hai đứa sẽ tìm hiểu và tiến tới xa hơn. Xin cảm ơn chương trình. Rồi. Dạ, rồi cảm ơn gia đình đà gái. Thôi bây giờ mình kéo rào đi nha. Mình kéo rào đi để cho các bạn gặp nhau đi kéo nha. Đi bằng. Ừ. Rồi, kéo rào. Tặng quà đi, nào, Vũ. Đứng lên tặng quà nhau nào. Dạ, cho anh ạ, em có món quà tặng anh. Đây là một cái quyển sách nói về một cái hoài bão của mình. Nếu như mà anh có một cái ước mơ, một cái hoài bão, một điều khao khát nào đó, thì anh hãy chú tâm vào nó, cố gắng thực hiện nó, và cả vũ trụ sẽ bên cạnh anh để giúp đỡ cho anh. Cảm ơn em. Trời ơi, cái câu nói dễ thương quá vậy. Dạ, anh cũng có con gấu bông tặng em. Dạ rồi, em cảm ơn anh nhiều ạ. Rồi. Tối ngủ không có bông nha bé. Bây giờ Vũ rất là rung hồi hộp ha. Bây giờ em biểu diễn màn võ thuật đi, để lấy tinh thần coi. Đúng rồi. Bắt đầu biểu diễn cho bạn xa gái xem kìa. Rồi, bắt đầu. Thì chúng ta đó. Đó, đúng rồi. Đó. Dòng máu lạc hồng 4.000 năm. Phải la quay vô tao đây, la quay vô la ai nghe. Không, mình đánh về đây mà. Phải la hê ra ngoài tôi sợ. Trời, được rồi. Nhưng mà bây giờ là có tự tin rồi đúng không? Dạ. Nói chuyện đi, nói chuyện với bạn đi nè. Dạ rồi, anh ơi, đầu tiên bữa nay em gặp anh thì em cảm thấy rất là vui. Cho nên anh cũng thoải mái nói chuyện với em nha. Dạ. Anh có cần em giới thiệu lại không? Em giới thiệu kỹ hơn về nghề nghiệp của em không? Thì nãy anh cũng nghe là làm ở quận 7 thôi, nhưng mà cũng không có biết là em dạ, làm đúng rồi. Em làm công việc là em làm ở văn phòng thì mỗi ngày của em là đối diện với số thôi, số liệu, em làm báo cáo và đôi khi em có hỗ trợ biên phiên dịch. À. Dạ.
Ủa em biết tiếng... Dạ Hàn Quốc. Hàn Quốc. Dạ. Anh thì không biết. Hỏi đi, em thấy anh sao? Em thấy anh sao? Thì em thấy anh rất là dễ thương ạ. À. Lúc nãy nghe ở bên cái rèm á thì cảm thấy anh rất là chân thật và rất là thẳng tính. Nhưng mà bây giờ gặp á thì mở màn ra rồi mới thấy anh rất là dễ thương. Hiền khô à? Dạ. Thì anh thấy em á thì có thể là bù trừ lại cái tính của anh á là anh là hơi chậm. Anh cũng mong em cho anh cơ hội để quen. Thì vô cơ hội liền. Mình phải nói quan điểm của mình về tình yêu, rồi mình chứng minh được mình phải có bản lĩnh để có thể lo lắng cho cái người yêu của mình. Bây giờ quan điểm tình yêu của em như thế nào đối với hôn nhân gia đình cho em gái nghe nè. Quan điểm tình yêu á thì anh muốn là mình phải chung thủy, biết quan tâm, chăm sóc, lo lắng mà quan tâm nhau á, chỉ vậy thôi. Đối với em thì cái chuyện mà cảm xúc kết nối về tinh thần nó rất là quan trọng. Nếu mà hai người ở bên nhau có cảm xúc với nhau và cưới nhau về thì thấu hiểu cho nhau, chịu lắng nghe nhau thì đó là điều quan trọng nhất đối với em ạ. Lắng nghe thì anh luôn luôn lắng nghe. Luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu. Lâu lâu mới hiểu. Chứ đừng có lâu lâu mới hiểu là mệt lắm á. Yeah. Rồi nói nghe nè, em định là nếu mà tụi em đến với nhau thì là bao lâu thì sẽ làm đám cưới? Em thì năm nay cũng 30 rồi. Thì nếu được thì cuối năm nay cũng được. Mình tùy bạn thôi thì... Cuối năm nay cũng được. Nay là giờ là tháng 11 rồi đó. Tình yêu thì mình có thể mình hiểu nhau thì một tháng, hai tháng thì mình quen nhau. Cưới luôn hả? Trời ơi. Dạ. Đâu có sao đâu, trình bạn Nguyễn Hòa thì... Cặp đôi mà anh Phụng với cô giáo Thảo đó là mới tháng 10, là cuối tháng 12 cưới nè, chưa tới 2 tháng nữa. Thì Vân có nói gì đâu, Vân thích mà. Bây giờ hát tặng nhau đi. Anh có hát tặng em bài Hãy Nắm Lấy Tay Anh thì của, nắm liền, đi nắm qua liền, nắm liền, liền nắm hát luôn. Nắm liền. Trời đất ơi, đó, ông ước ao ông nắm tay đó. Dạ rồi. Hèn chi. Tại vì bài này anh chuẩn bị cũng lâu rồi. Nắm tay anh thành chặt. Nhìn em đi. Giữ tay anh thành lâu. Để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập thì đôi chân ngừng đi, thì em yêu ơi, thì đôi ta sẽ mãi không xa rời. Đó, chào phát tay ạ. Ý làm kia em hát là phải nhìn thẳng cô gái ấy đó. Rồi, để tay nút bấm đi các bạn. Nãy giờ chúng ta có thể nói chuyện vui, nhưng đã đến lúc chúng ta phải lắng lòng lại, kiểm tra cảm xúc của mình. Bởi vì các bạn bấm nút là các bạn đồng ý hẹn hò và trao duyên nợ với nhau. Nếu trái tim mình chưa rung động, mình để điều đó cho người khác, đừng làm mất đi cơ hội làm mất duyên của người khác. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Nhắm mắt lại các bạn. 3 2 1. Hết thời gian. Em gái không bấm. À vậy hả? Tại sao em gái là không bấm? Dạ thật sự thì khi mà em đối diện anh thì em cảm thấy là anh rất là thật lòng, nhưng mà em vẫn chưa có được sự rung động thật sự. Đúng, chúng ta phải sống thật với con tim của mình. Chúng tôi luôn trân trọng những quyết định của các bạn. Cảm giác của Vũ thế nào? Dạ em thì cũng biết nói sao thì hơi buồn chút xíu. Hơi buồn xíu. Bởi vì đây là duyên nợ, nhưng mà bởi vì trái tim cô gái không rung động, cô sống thật với lòng mình đó. Nhưng mà Vũ nè, Vũ cố gắng mở lòng mình ra nữa. Anh nghĩ rằng là em rất tốt, em rất dễ thương, em cũng có duyên nữa. Vấn đề là mình chưa cởi mở đó Vũ. Hy vọng rằng hai đứa sẽ sớm tìm cho mình một nửa yêu thương nha. Dạ, em cảm ơn anh Quỳnh Linh, cảm ơn chị Hồng Vân. Và chúc anh sẽ có một cái cơ hội thật tốt để gặp được một cô gái dễ thương, hiền thục và đúng như cái chờ mong đợi của anh. Rồi, giữ lấy kỷ niệm để có thể nhớ về ngày gặp mặt một người bạn trong cuộc sống này ha. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay, nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói: nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống, bạn nhỏ cầu mọi nhà. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc hè, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh,
chắc khỏe và bóng mượt, mắt he dùng tốt cho cả nam và nữ. Một lần nữa thì chúc hai em thật nhiều may mắn trong cuộc sống, rất là nhiều tình yêu thương đang chờ đón mình. Hãy đi đến và cảm nhận và đón nhận những điều đó nha. Chúc hai em thành công. Dạ dạ. Em xin cảm ơn chương trình ạ. Cảm ơn anh. Mỗi một ngày trôi qua rất nhanh, chúng ta đều cảm nhận tất cả những hạnh phúc và những hỷ nộ ái ố trong cuộc sống. Hãy đón nhận những điều tốt đối với chúng ta để những điều tốt được lan tỏa, để hạnh phúc được lan tỏa khắp mọi nơi. Và hôm nay cũng như thế, chúng ta cầu chúc cho những ai chưa được có hạnh phúc sẽ có hạnh phúc trong nay mai. Cầu chúc những ai đang có hạnh phúc và đã có hạnh phúc nhiều hơn nữa. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thực hiện phiên bản đặc biệt dành cho các cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang có công tác trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Mời các anh chiến sĩ quân đội hoặc bạn nữ nào có nguyện vọng tìm người yêu là các chiến sĩ quân đội thì nhanh tay đăng ký tham gia. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị khán giả có thể xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media và cổng thông tin Love TV. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn nhà tài trợ chính của chương trình Son Yurika đến từ Nhật Bản. Và bây giờ thì Quyền Linh và Hồng Vân xin tạm biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại. Xin chào. Em có hai bé. Cũng lỡ lần đò anh không có ba đứa con. Em là người khá là lanh lợi và rất là thông minh. Mọi thứ cái em biết chút chút nha. Mình nóng ở mức độ điểm mấy ạ? Anh nóng chắc mức độ cỡ 1 mà 2 em ơi. Bây giờ xin mời nhà gái. Chào em. Mời nhà trai. Rồi, ngồi lên. Rồi, mời thằng gái giới thiệu về mình. Lời đầu tiên thì em xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh và gửi lời chào tới quý khán giả xem đài, quý khán giả trường quay. Và đặc biệt xin gửi lời chào tới anh bên cạnh, người lạ ơi. Em xin tự giới thiệu, em tên là Vương Phi Yến, năm nay em 39 tuổi. Hiện tại em đang sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em thì em đang là hiệu trưởng của trường mầm non. Em tên Dương Nhân Đắc, năm nay 45 tuổi. Dương lên đây xem rung rung quá, xem rung rung quá. Rung quá ha, thoải mái lên nào. Dạ. Em đến đây chào quý vị khán giả và anh Quyền Linh đẹp trai và chị Hồng Vân đẹp gái. Chào em. Đắc làm nghề gì? Làm công ty xây dựng. Rồi mình làm ở đâu vậy? Dạ, em ở Bình Chánh anh. Quê Đắc ở đâu? Dạ, ở Sài Gòn. Sài Gòn. Đó, em nói về mình đi, ưu điểm gì, khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là đầu tiên là em là một người phụ nữ có cái sự nhẫn khá là tốt. Người thường nghe những cái pháp thoại mà hiểu về trái tim. Em là người khá là lanh lợi và rất là thông minh. Về trong công việc thì em thực hiện khá là tốt. Khuyết điểm của em thì thứ nhất là em hay dễ tin người. Hai nữa là em hay quên vị trí đồ vật, chìa khóa và thẻ xe này kia mà giao cho em là em sẽ liền mất tiêu. Cái khuyết điểm nữa là em cũng hay dễ bị xúc động và dễ bị tủi thân. Các ưu điểm, khuyết điểm thế nào? Dạ, ưu điểm của em thì thích nấu ăn. Em cũng mọi thứ cái em biết chút chút nha. Dạ, khuyết điểm em ạ. Hơi nóng tính chút xíu. Nóng thì anh đánh giá ở mức độ từ 1 tới 10 thì mình nóng ở mức độ điểm mấy ạ? Chắc anh hả? Anh nóng chắc mức độ cỡ 1, 2 em ơi. À vậy hả? Vậy là hơi hơi nóng thôi đúng không ạ? Xíu xíu, xíu rồi. Đáng không đáng kể em ơi. Hãy cho biết một chút xíu về tình duyên đi. Bên gái trước đi, em nói đi. Em cũng chia sẻ thì hiện tại em đang là bà mẹ đơn thân. Em có hai bé, bé gái thì 14 tuổi, hiện tại đang sống với ba. Em thì đang sống với gia đình và nuôi bé trai 5 tuổi. Lý do là tại sao em chia tay? Thì cuộc hôn nhân của em thì kéo dài hơn 10 năm. Em là khi yêu và kết hôn thì chỉ một người đầu tiên. Thì trong quá trình sống chung thì dần dần em nhận ra thì em gặp một người đàn ông không trưởng thành. Cố gắng là vì con, nhẫn nhịn vì con, sống vì con. Và cũng bước ngoặt của cuộc đời của em là khi em làm việc ở một nơi họ dẫn dắt em về giá trị thiền và hiểu về cái cuộc sống vợ chồng. Có đôi lúc chính là cái cuộc chia ly nó sẽ mang tới hạnh phúc cho cả hai người. Và khi em hiểu ra cái chuyện đó thì em thay đổi cuộc sống bản thân mình. Và nó đã cho em cái kết quả tốt đẹp như ngày hôm nay. Còn dạ. Bên Đắc thì sao? Dạ, bên đây em cũng cũng lỡ lần đò anh, có ba đứa con. Dạ, lớn nhất cháu ngồi dưới 18 tuổi, nhỏ nhất thì 7 tuổi. Em một mình nuôi ba đứa con. Ồ, em tuyệt vời quá vậy. Chia tay nhau lâu chưa? Dạ, được 5 năm rồi. Muốn tìm một người yêu thế nào nào? Em chỉ cần là
biết chăm sóc, thương yêu ba đứa con em và mẹ em là được rồi. Không có đòi hỏi gì, chỉ cần cưng ba đứa con, cưng ba đứa con và cưng mẹ nữa. Mong muốn của em, mong muốn của em về cái người một nửa còn lại của em. Sau cái trải nghiệm của hôn nhân thì em mong muốn cái người đàn ông cùng với em, thứ nhất là có công việc làm tốt, có trách nhiệm của gia đình. Ước mong có một người đàn ông giống như anh Quyền Linh, tất cả mọi việc là vì vợ và vì con, sống hết mình vì gia đình. Nói chứ anh chắc là đã có 80% là giống như anh Quyền Linh rồi đó. Dạ, em cũng cảm nhận như vậy. Em chào anh Quyền Linh. Cô giáo, chào hiệu trưởng. Dạ, em chào anh. Rất là xinh ha. Anh không nghĩ là em có gia đình hai đứa con đâu nha. Dạ, cái body nó vẫn chuẩn. Rồi ha. Dạ. Một cô hiệu trưởng rất là tự tin. Anh nghĩ rằng ngoại giao tốt đó. Dạ. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân cái đi rồi mình cho gặp mặt ha. Đúng rồi. Dạ, em xíu xíu nha. Em đang quan sát và em đoán hình như bé áo trắng là con gái của anh. Đúng không ạ? Đúng rồi đó. Cô chào con. Dạ, lời đầu tiên nói là xin chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân. Con thấy là cô Nhi rất là dễ thương, xinh gái. Con ủng hộ cha đăng ký này. Mong muốn cha là tìm kiếm một nửa yêu thương của mình. Chỉ cần là cô yêu thương cha con là con cảm thấy vui rồi. Trời cảm ơi. Ơn con rất là nhiều. Rồi rủ bây giờ ba con lấy vợ về, ba con thương vợ nhiều hơn thương con rồi sao? Dạ thì con cũng lớn rồi, cũng biết tự lo cho bản thân rồi. Nên là ba con muốn yêu thương cô thì con cũng chấp nhận. Trời, trời ơi cưng quá đi. Cho bên gia đình đàn trai phát biểu một câu em. Tôi là Dượng của cháu Đắc. Thì trước hết xin chào tất cả quý vị và hai MC ở Đắc là cháu của tôi. Thì tôi thấy cháu còn rất nhiều cái điểm mạnh mà cháu không chịu nói, nhưng mà tôi phải nói. Cháu rất là hiền và thành thật. Tôi chả thấy cháu nóng cái chỗ nào cả. Tôi thấy là vừa một mình nuôi ba đứa con gái 5 năm nay rồi, một bà mẹ già, nhưng mà cháu vẫn không có cái gì là có vẻ nóng nảy bực mình. Cháu như cô đơn như vậy. Vợ chồng tôi mới yêu thích chương trình này nhiều, cái nào cũng coi. Thành ra vợ tôi mới đăng ký lên. Dạ. Và động viên cháu có cả sự ủng hộ của con Đắc nữa. Dượng sẽ nhận xét về cô gái này. Dạ. Dượng không cần đòi hỏi cái gì, thấy hai con quá xứng đáng, đẹp đôi. Nhưng mà cái ưu điểm mạnh của bên này, dạ, con phải ghi nhớ rằng đã đi dạy học như thế này và có tấm lòng biết chia sẻ và biết cảm thông, cái điều quan trọng nhất ở chỗ đó. Dạ. Và cả hai bên đều có con cái, chúng ta sẽ là một gia đình mạnh nhất nếu hai cháu tiến tới. Hay quá. Dượng ơi, Dượng hay quá, Dượng ơi. Đến đây chương trình thì em có hai người thân của em. Thứ nhất là bạn thân. Với thứ hai là đứa em gái ruột của em. Em chào anh. Dạ, chào em. Chị em thì hơi lớn tuổi một xíu. Có một cái khuyết điểm nữa mà chị chưa nói là chị nói hơi nhiều nha anh. Dạ đúng. Không, anh cũng, dạ, anh cũng hay nói nhiều mà. Dạ dạ rồi. Ảnh thì bề ngoài là rất là đẹp trai luôn á. Đấy chị nói em nó cứ dơ, cái ghét, cái thần, cái thái rất là giống bên trong đó. Thì em không biết, để chị em tự tìm hiểu lấy nha. Hay quá, hay quá. Rồi, hay đó. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đúng nha. Đúng rồi. Mở rào. Ta cứ thoải mái trò chuyện để hiểu nhau nhiều hơn nha. Rồi, anh chào em. Dạ, em chào anh. Dạ, anh có món quà và món anh tặng em. Dạ. Chưa gặp mặt nhưng mà trùng tên. Trùng họ anh. Không, trùng tên luôn em. Là sao? Tại con anh cũng tên Yến. Dạ. Mà cái người mà để anh thành lập công ty cũng tên Yến. Chứ mai mốt đừng có về la con rồi. Nhưng mà em cũng tên Yến nữa, hình như này có cái gì đó. Và em cũng chia sẻ là sau khi ly hôn, vì có khả năng tiếng Anh cho nên em cũng quen bạn bè trên online, qua mạng và những cái người nước ngoài. Thì sau một thời gian em nhận ra là cái sự trung thực họ không có, và sự không có sự nghiêm túc. Thì theo anh thì người phụ nữ họ cần gì khi yêu? Phụ nữ cần trước người đàn ông. Vì sao hình như em gặp cũng thấy cảm giác run run á. Có cảm giác thì người đàn ông bờ vai để cho người phụ nữ dựa vào. Vậy còn gì nữa không ạ? Sao giống trả bài vậy trời?
cô giáo bị bệnh nghề nghiệp rồi. Khi dạ. yêu người phụ nữ cần gì? Dạ cái này lâu quá em quên rồi. Thôi, đầu tiên thì cái ấn tượng đầu tiên của em thì em rất là hạnh phúc vì một người đàn ông hy sinh cuộc sống của mình để chăm lo ba đứa con. Với em là đó là cái điểm cộng đầu tiên mà em nhìn nhận về anh. Và cảm giác thứ hai thì em cảm thấy em có cảm giác hạnh phúc khi em nhìn thấy anh. Dạ, anh cảm ơn em. Vậy là quá đủ rồi. theo em thì nếu mà hai đứa có thể đến với nhau thì em có muốn muốn kiếm thành thêm một em một cháu nào nữa không? Dạ. Theo em. Về mặt cơ thể thì em vẫn là người mẹ có thể sinh con rất là bình thường. Còn về cuộc sống thì để có thêm nữa hay không thì em nghĩ cả anh với em đó là một cái sự bàn bạc thống nhất. Nếu như anh muốn thì em đồng ý. Ok. Anh chấp nhận. Bây giờ thì đồng lại là anh đang suy nghĩ điều gì về cô gái đối diện và anh mong muốn thế nào, anh nói cho cô gái biết đi. Nói thật lòng mình. Yến đây thì dễ thương, phong cách em cũng rất là thích. Cũng muốn hy vọng được hai đứa của anh, hai người anh quan hệ hả? Anh đâu nói quan hệ anh. Hai người có mối quan hệ tốt đẹp. Mối quan hệ tốt đẹp, anh làm em lẹo lưỡi. Yến múa hay lắm. Nào, Yến có thể thể hiện một chút cái tài năng của mình. Em mời anh. Em mời chị Hồng Vân. Thích cha, chị múa hả? Dạ không, cái này là mình chỉ có lắc lư cơ thể một chút thôi chứ không có múa gì nhiều đâu chị. Mà. Đây là bài nhảy của cái điệu nhảy Chicken Dance ạ. Ok, stop nhạc. Hay quá. Được rồi, nhìn thẳng vô cổ mà thê hát cũng được. Đó. Đó. Bắt đầu. À, bây giờ nếu mà tỏ tình thì em ngồi. Em ngồi anh đứng nha. Đó. Em ngồi anh. Lùng quá. Anh lấy bình tĩnh tí xíu nha. anh xin thề yêu em mãi thôi. Ông e ấp quá, ông mạnh mẽ lên cho tôi coi. Ôi, hôm nay cho em run gì ơi. Nhưng ngoài em đâu run đâu, hôm nay em vô em run quá. Thì gặp đúng đối tượng rồi đó. Anh xin thề yêu em mãi thôi. Yêu em nằm say suốt đời. Yêu em nằm say suốt đời. Em là bồ anh đẹp trai dễ thương. Ôi cho em được như đó luôn. Em lắm. Ủa bây giờ đọc ai hát vậy? Em đọc luôn anh ơi. Em đọc luôn anh ơi. Trời ơi. Linh hát, anh giúp mà em phụ mà em. Ủa sao phụ được trời. Chuyện yêu đương ông làm chứ tôi phụ sao được. Vậy anh. Anh biết sao không? Sao? Em khớp quá hả? Lặp lại nè, 2, 3, bắt đầu. Trời, em chặt quá, anh ơi, trời, em chặt quá. Nói là bài hát nó cũng được nữa. Bắt đầu. Anh thề là anh sẽ yêu em suốt đời. Trời đó, ơi. Vậy thôi, rồi. Thề yêu em suốt em đời. Em là số 1 của đời anh. Đó, em number 1 à. Rồi. Được rồi, mình để tay nút bấm đi. Dạ thôi vậy em ưu tiên bấm luôn nha. Rồi rồi. Tao có nút rồi, em bấm luôn à. Bên đàn gái chuẩn bị, chúng ta suy nghĩ cho kỹ. Quyết định là của trái tim mình. 3 2 1 hết thời gian. Chúc mừng. Hay lắm, bạn lệnh lắm. Chúc mừng nha. Không có bắt tay nữa. Không có bắt tay là mình nắm tay. Nắm luôn anh. Hai người này lấy nhau gì vui lắm nè. Ồ, vui lắm luôn á. Dạ xin phép đàn gái cho anh xin hôn chị em cái nha. Vina Cacao xin gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vita Dairy do Vina Cacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương. Vita Dairy. Chúc mừng các bạn.
chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Nhãn hàng Kinderly, cà phê hòa tan mang đi, mang lại sự tỉnh táo, đánh tan cơn buồn ngủ. Hân hạnh tài trợ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, combo quà tặng 3 vị cà phê cho những trải nghiệm thú vị. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt nếu hai bạn tiến đến hôn nhân. Nắm tay nhau nha, đừng có buông tay nhau nha, cứ đi song song như thế. Em thấy em thích ghẹo người ta lắm. Lầy đó phải không? Dạ đúng lầy rồi đó. Em lầy lắm. Dạ em nóng tính là em thường hay quạo và em có những cái lời lẽ nó không có hay, có xúc phạm luôn anh. Em có chính thức tìm hiểu mà một người chắc chưa tới một tháng rồi chị. Trời ơi sao dài. Có gì 3 năm sau chia tay? Sự trả thù mối tình yêu của em lần đầu. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Mời nhà trai. Rồi. Xin chào mời em. Nhà gái. Bây chào giờ em. Nhà trai nhà gái có mặt trên sân khấu rồi. Chúng ta sẽ cùng giới thiệu cho mỗi bên biết về nhau một chút ha. Mời bạn trai. Dạ em xin chào tất cả các bạn có mặt tại phim trường. Em tên là Hồ Điểm, em ở Hội An, Bình Định. Nghề nghiệp là em là một kỹ sư điện. Em năm nay là 33. Hiện em đang làm ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn em giới thiệu đi. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh. Chào và em chào tất cả các anh chị cô chú có mặt ở đây. Em là Thanh Thủy, em 29 tuổi, thì em sinh ra và lớn lên ở Bình Thuận. Hiện tại em đang làm ở phòng hệ thống kỹ thuật công ty PayVV ở quận 7. Có gần Bình Định không? Dạ cũng đi chút xíu rồi mấy gà. Cũng khá xa. Ủa xa hả? Cũng mấy trăm cây á. Ủa mình thấy tưởng chữ Bình là hai đó kế bên. Đâu có. Sao em vậy, em nói về ưu điểm, nhược điểm của mình coi. Về cái nhược điểm của em trước ạ. Dạ là em hơi nhát chút xíu, lười đi ra ngoài. Em cũng thẳng tính trong công việc nữa. Nói nhiều mà em nói nhây nữa. Thế là nhược điểm nhiều dữ vậy? Dạ. Đối với những người mà em thân thiết á, em thích ghẹo người ta lắm. Lầy đó phải không? Dạ đúng lầy rồi, đó. Em lầy đó. Dạ. Dạ ưu điểm của em là em dễ chịu, vui vẻ, hòa đồng. Rồi đàn trai, ưu điểm nhược điểm thế nào? Nói cho đàn gái nghe coi nào. Em là một người rất là nhút nhát, rất là rụt rè và là rất là nóng tính. Nhược điểm thì em là một người rất là dễ hòa đồng, siêng năng. Trong công việc thì em là một người rất là cần cù và chăm chỉ. Nóng tính nhất em làm gì là điểm? Dạ em nóng tính là em thường hay quạo và em có những cái lời lẽ nó không có hay đó. Dạ. Đôi khi xúc phạm. Có xúc phạm luôn anh. Cái này giảm bớt thì xưa anh cũng bị cái đó. Dạ, cũng nên hết điểm ha. Dạ. Bên đàn gái cho chúng tôi biết được cái đường tình duyên với nó cái coi sao. Dạ em thì là em có chính thức tìm hiểu mà một người. Từ cái anh nói là gói gọn là tìm hiểu với quen. Chắc chưa tới một tháng nữa chị. Trời ơi sao dài. Vậy là chưa có phải tình yêu. Dạ. Còn bên bển sao em ơi? Bên này mấy mối tình rồi? Có hai mối tình. Hai mối. Mối tình thứ nhất là nó rất là kéo dài. Rất là kéo dài bao năm? Dạ tới 5 năm lận anh. Chào em. Dạ, chào chị. Mối tình thứ nhất là mối tình thời sinh viên là 5 năm. Cái cuộc tình đó là nó hằng sâu trong em, nó làm em là tổn thương. Ủa sao nó dữ vậy? Dạ, lỗi do ai? Một phần là cũng do em anh ạ. Em yêu nhiều quá nên là em có nhiều cái vụng về. Hơi xúc phạm nữa đúng không? Phải không? Dạ đúng rồi anh. Trời sao nói hay dữ ta. Giống như chuyện của anh vậy không cả. Anh em mình giống à. Lúc đó thì em đi tìm kiếm tình yêu. Em sang bằng, gọi là sang bằng cái mối tình đó. Cái tình yêu đó nó cũng vẫn là kéo dài đến 3 năm. Có gì 3 năm sau chia tay? Sự trả thù mối tình yêu của em lần đầu nên là em muốn để quên đi những cái tình. Trời đất ơi. Cái này là không được nha. Thôi coi nó biết lỗi cũng tốt rồi. Biết lỗi và coi như là em chia tay là bởi vì em cảm thấy là vì mình không có yêu. Nào giờ cái hình mẫu lý tưởng của em sao nè? Thích bạn nữ có mái tóc dài,
À, dù bạn đó như thế nào em vẫn thích mái tóc của bạn. Xấu đẹp không cần thiết, miễn tóc dài được. Tóc giả được mà. Tóc giả được, bây giờ được hết á. Tóc giả mà bằng tóc thiệt á, có hết á. Đúng rồi. Em chỉ cần mái tóc thôi, không cần biết cái bạn đó là như thế nào luôn. Dạ đúng rồi. Em có tin là tóc chị Vân là giả không? Tóc chị Vân là chắc tóc thiệt anh. Người đẹp mà, chỉ nên là phải là mái tóc chỉ cũng phải đẹp như thế. Trời ơi, người đẹp tóc đẹp. Em bị lộn rồi đó. Tóc bây giờ là giả hết. Rồi lỡ người ta bị cái bệnh gì ta rụng sạch tóc rồi, không lẽ ông bỏ ta luôn. Ờ ha. Cái đó tin chào anh, cái đó tin tiếp. Đúng rồi, chị Vân nữa hay đó. Trời hợp quá, phải nuôi dưỡng cái tóc này nha, đừng bao giờ để cho nó rụng nghe chưa. Ô chào em gái. Dạ. Cũng dài. Nhưng mà anh không tin là tại sao em cũng xinh gái như thế. Mà đó giờ em tìm hiểu chính thức con người tháng là sao? Thì em đi học ra xong rồi em đi làm á. Mà à, thời gian đi làm của em nó một ngày nó phải trên 12 tiếng. Làm để dành tiền nữa lấy chồng hả? Dạ. Cái định ở nhà ở thân với ai nhất? Mẹ ba anh chị em luôn. Dạ. Thân giờ này còn ngủ với mẹ không? Dạ, dạ còn. Có chờ tim mẹ không? Dạ, dạ con. Mà cái đó mà chờ tim mẹ. Chuyện nó bình thường. Thiệt là con nít luôn. Bình thường, có những chàng trai lên đây cũng nói y chang vậy. Chuyện nó dễ thương mà. Vậy thì giờ em nghĩ về cái người chồng của em phải như thế nào? Dạ, về ngoại hình á, thì em mong muốn là cao khoảng 1m65 trở lên. Rồi, dạ, không có bụng bự. Không có. Được không? Đầu được. Hói. Hả? Đầu hói. Không phải đầu hói hả? Không, em không thích đầu hói. Không có. Không có cơ quan đâu. Vậy được không? Được. Vậy anh được. Là ok luôn. Khởi vậy ok ha. Dạ. Hai bạn này đều thích tóc hết trơn á. À, tính tình á thì là em cũng sợ nóng tính lắm. Nhưng mà bất kỳ người đàn ông nào thấy em là không bao giờ nóng tính nữa. Bao nhiêu cái nóng tính nó dịu xuống hết, mất hết rồi. Dạ, với lại ghen nữa. Ghen à? Dạ. Ghen dữ lắm nè. Anh đi với ai? Dạ em đi với chị gái với lại anh trai. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân. Chào em trai. Rồi. Em cũng chào mọi người trong trường quay. Dạ em là chị của Bích Thủy. Thì thấy em cũng nhìn bề ngoài thì cũng thân thiện. Nhưng mà được cái khuyết điểm của em thì chị cũng nghĩ là mình nóng tính quá thì đôi lúc nó cũng không được vui cho lắm. Nếu như em kiềm chế lại bớt thì được. Dạ em xin hết. Cảm ơn nhà ha. Thôi mời đàn trai đi với ai? Rất là nhiều đó. Gia đình của em gồm có anh trai, người em sinh đôi của em, bạn, những người bạn cùng xóm của em. Đâu thử cho em gái Thủy đón cho xem. Đón thử coi nào. Anh ngồi số 2. Anh số 2 hả? Là anh áo xanh đó đó. Anh đeo kiến rồi hả? Dạ. Như vậy là chị biết cái mẫu người của em là như thế nào rồi. Anh ấy sếp của anh rồi. Chọn ngay sếp đó em. Chọn ngay sếp. Thay. Cho em rồi, dạ. Chọn lại lần nữa đó. Do anh chọn số 3. Thấy không? Anh số 3 là anh ảnh kế bên nhà em luôn. Đó, sai nữa. Anh em sinh đôi của bạn điểm là ai? Đưa tay lên nào. Đó. Dạ. Xin chào anh Quỳnh Linh, chị Vân. Em là em của anh Điểm, sinh đôi. Em ghi nhận là người bạn cũng dễ thương. Đến đây cũng một cơ hội rồi. Em mong là hai anh chị tạo cho nhau một cơ hội. Chắc em ăn nhiều hơn Điểm mà. Ai cũng nói vậy hết anh. Trước em mọc là mọc nhiều lắm, nhưng bây giờ lấy anh sinh đôi mà không có giống, không có giống nhau luôn giống. Được rồi, mình tham khảo ý kiến gia đình vậy. Mình cho quan trọng là hai trẻ gặp. Đúng mặt rồi. Thôi sao hai trẻ gặp mặt đi, mở rào. Gia đình nhà tôi bữa nay là đồng phục màu hường nha. Cảm ơn quà. Cảm ơn anh. Hôm nay là em cũng có đem món quà tới tặng cho anh. Mà em đi em quên mất tiêu à. Trời. Anh có gì muốn nói không? Em mở quà đi. Em mở quà đi anh mới nói được. Dạ. Chiếc đồng hồ này nó có ý nghĩa là nó quay mãi, không bao giờ nó dừng. Cũng như là tình yêu của anh. Anh yêu một người là anh yêu mãi, anh không bao giờ anh dừng. Hát tặng bài lấy tình cảm với Điểm. Đã bao đêm anh thức viết thư tình, gửi trao em tình yêu và nỗi nhớ. Anh mơ ôm lấy em vào lòng. Thủy Thủy hát lại đi, hát lại. Dạ em cũng xin hát lại tặng anh một bài. Ừ.
Hai chúng ta đã yêu nhau nồng nàn, nhưng lấy gì để minh chứng con tim? Anh hứa đi, anh hứa với em một lời, dù chỉ một lời để em vững lòng hơn. Em rồi, hay quá. Anh nói trước đi. Cho em hỏi trước, anh sao anh không hỏi được, anh rung quá. Dạ. Em thấy anh thì anh cũng dễ thương. Anh bề ngoài anh ok á, anh không có gì chê hết trơn á. Sau này em lại sợ cái tính nóng đó, cái tính ghen của anh á, nó sẽ ảnh hưởng tới. Tại vì anh nói là anh nóng tính, anh ghen, nhưng mà thời gian không biết là anh sẽ giảm hay là anh tăng, em không biết. Anh cũng cho cái tính anh hơi nóng nên anh cũng thích những người, ví dụ như em là một người gái mà rất là chiều chuộng và làm nũng, ví dụ như thế. À, để cho anh vơi những cái tính nóng của anh đi. À, anh nóng tính nhưng mình cũng kìm hãm được cái sự nóng của anh. Do là nên em yên tâm đi, không nóng tính là có thể anh thay đổi được. Đó, người ta khẳng định rồi. Với cái mái tóc dài này anh cảm thấy là đúng với mái tóc người thương của anh chưa? Dạ, đối với mái tóc thì của em thì anh thấy là mái tóc đúng đẹp. Anh sẽ thương yêu cái mái tóc của em. Yêu mái tóc hay em yêu con người của người ta? Dạ, như trước tiên là em nhìn vào mái tóc thì em thấy ok, là đó là cái hình ảnh mà nó đập vào mắt anh thích. Dạ. Em vuốt thử mái tóc này coi là tóc thiệt hay tóc giả. Chắc em nghĩ là tóc thiệt cho chị. Thì thử đi vuốt coi có bóng mượt không. Mẹ em vuốt đi. Đó, sao mềm mà dịu, bóng mượt đúng không? Tóc này là tóc thật thì không có tóc giả. Tóc đó là tóc thiệt đó. Anh cảm ơn em. Anh nhìn em thì anh cũng không biết hỏi gì hết luôn. Anh thấy em là ok, dễ thương. Sau hồi nãy giờ em thấy anh nói chuyện thì em thấy anh như thế nào? Anh đợi một chút xíu đi, giờ anh sẽ biết kết quả. Đợi chút xíu nữa đi. Chờ chút xíu nữa. Trả lời. Tất cả đều phải chờ chút xíu nữa. Đó, giờ cái nút trả lời tất cả đó, tất cả đó. Rồi, chuẩn bị. Sau 3 tiếng đếm, 1, 2 và 3. Hết thời gian. Em gái không bấm. Dạ. Em có thể nói lý do tại sao không bấm được không Thủy? Dạ thì em cũng nói như ban đầu rồi, em rất là sợ nóng tính với lại cái tính ghen á. Em không, em sợ đòn lắm. Đúng rồi, Điểm ơi. Dạ. Cái đó bạn Thủy nói đúng đó, mình bớt cái nóng tính đi. Cái nóng tính đó đôi khi nó ảnh hưởng đến mình, ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình, thậm chí ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình nữa. Vina Cacao xin gửi tặng hai bạn mỗi bạn một hộp cacao đa vị uống liền Vita Dairy do Vina Cacao sản xuất. Vita Dairy xin chúc hai bạn sớm tìm được tình yêu ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vita Dairy. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói: nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống, bạn nhỏ của mọi nhà. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Nhãn hàng Findeli, cà phê hòa tan mang đi, mang lại sự tỉnh táo, đánh tan cơn buồn ngủ. Hân hạnh tài trợ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, combo quà tặng 3 vị cà phê cho những trải nghiệm thú vị. Phần quà dành cho mỗi bạn là một nồi cơm điện đến từ Akino. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thật nhiều may mắn và hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Có lẽ các bạn chưa có nợ với nhau. Không sao, có thể hai bạn ấy là bạn với nhau và biết nào đó hai bạn ấy lại trở thành thân thiết với nhau. Và có đôi khi họ lại bấm nút với nhau ở ngoài đời nữa thì sao? Như vậy là ta kết thúc chương trình ngày hôm nay. Một cặp đôi không bấm nút và cặp đôi đã bấm nút hẹn hò. Cặp đôi đã bấm nút hẹn hò cũng rất là gọi là có dấu ấn á. Được. Bấm thấy là cái gọi là cái gì đó, cái gì là hôn nhân, nó gọi là tơ hồng rồi đó. Có nợ rồi đó. 36. Một nồi cơm điện. Ồ, cái khu vực em có vợ chưa? 36. Em có rồi vợ đây. Chưa? Chưa. Em chưa có vợ hả? Khán giả may mắn sẽ nhận được một nồi cơm điện Akino trị giá 350.000 đồng. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thực hiện phiên bản đặc biệt dành cho các quân nhân đang có công tác trong Quân đội Nhân dân Việt Nam.
mời các anh chiến sĩ quân đội hoặc bạn nữ nào có nguyện vọng tìm người yêu là các chiến sĩ quân đội thì nhanh tay đăng ký tham gia. Cảm ơn tình cảm quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Muốn xem lại chúng ta hãy vào kênh MTV Media và nhấn subscribe hoặc là cổng thông tin Love TV. Cảm ơn nhãn hàng Mắc He vi uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ chính cho chương trình. Mắc He là sản phẩm số 1 về điều trị rụng tóc và kích thích mọc tóc nhanh do người tiêu dùng bình chọn năm 2018. Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.